Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, chúng ta đến với phần 7 của bộ truyện Võ Lâm Phong Thần Bảng của tác giả Tư Mã Tử Yên. Chương 15 mở một cút giây. Kỳ Hảo khi nào chấp nhận một thái độ ngông cuồng của Quan Sơn Nguyệt? Hắn day qua Lạc Hành Quân, cười gần mấy tiếng, đoạn thốt. 30 năm qua, phu nhân đã bỏ dở hàn kỳ ước hội với lão bốc, tài hạ có thể hỏi lý do, bởi tài hạ có bổn phận quan sát hành vi của mỗi người trong bảng. Song tài hạ lờ đi, đó là một điều phương tiện rồi, tài hạ chỉ muốn thu mình trong phạm vi một công chứng mà không can thiệp vào sự tranh chấp của song phương. Trong khi đó, phu nhân lại nhờ tay một tiểu tử mở màn khai diễn sự tình. Thật là điều đáng trách lắm đó, giả như tài hạ có nhúng tay vào vụ thì phu nhân cũng chẳng nên lấy làm lạ, bởi chính phu nhân đã phá cái lệ được thỏa thuận giữa nhau từ nhiều năm trước. Hắn hướng sang Quan Sơn Nguyệt cao giọng hỏi. Trước mặt bổn tòa, sao ngươi dám buông lung tính khí, tự tác tự tung? Ngươi bằng thế lực nào, nhiệm ý thi vị? Quan Sơn Nguyệt không đáp ngay câu nói của đối tượng mà chỉ hỏi lại. Các hạ cho rằng mình là một nhân vật quan trọng. Kỳ Hảo phẫn nộ đến không còn dằn được nữa, toàn phát tác, nhưng Liễu Sơ Dương đã chen vào. Hôm nay Thế Huynh đến đây là để làm một công chứng nhân, như vậy tốt hơn hết Thế Huynh không nên can thiệp vào cuộc tranh chấp này, bất cứ bằng cách nào, với một lý do nào giả như có điều chi bất mãn, Thế Huynh hãy đình lại một ngày khác, bọn lão phu sẵn sàng tuân theo chỉ giáo của Thế Huynh. Phải thẳng thắn mà nhìn nhận là người thừa kế Minh Đà lệnh dù sao cũng là ngoại nhân của cuộc tranh chấp hôm nay. Đã tuyên bố mình là một kẻ giữ vai trò công chứng thì còn vịn vào lý do gì để can thiệp? Kỳ Hảo vẫn chưa chịu bỏ qua, trầm lạnh dòng hỏi. Công chứng nhân không can thiệp vào vụ của các vị, cái đó đã đành, xong, chẳng lẽ công chứng nhân phải điềm nhiên để cho một ngoại nhân công khai khinh miệt? Cái tội bất kính đó không thế nào tài hạ dung thứ được. Liễu Sơ Dương suy nghĩ một chút, rồi nghiêm giọng trình bày. Kỳ huynh là người thừa kế của thần quân, mà Quan Thế huynh cũng là truyền nhân của Minh Đà lệnh chủ, cả hai cùng suýt soát nhau trong lứa tuổi phương cương, tự nhiên có phần nào hiếu động, riêng Quan Thế huynh thì nóng nảy hơn, không được trầm tĩnh như Kỳ huynh, do đó khó kềm hãm được lân NHG mình trước mọi bất bình. Dù sao thì cả hai vị nhân huynh cũng là người đồng đẳng, sự hơn kém giữa nhau nếu có cũng chẳng quan trọng lắm. Giả như Quan Thế huynh có buông lung tính khí một chút, sự kiện đó không thể được xem như một cái tội bất kính, bởi thực ra Quan Thế huynh không hẳn tỏ thái độ chống đối với Kỳ huynh kia mà. Lão dừng lại, suy nghĩ một chút, đoạn tiếp luôn. Còn như Kỳ huynh vì thấy Quan huynh phản đối công khai với Bốc Thường Xuân mà muốn ra mặt bênh vực toàn phát tác với Quan Thế huynh, thiết tưởng Kỳ huynh không nghĩ tình người đồng bảng trước vậy. Kỳ Hảo sôi dần đến biến sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn chỉ hừ, lạnh, gần giọng. Các hạ nói nghe thẳng quá. Liễu Sơ Dương cười nhẹ. Kỳ huynh quá khen. Kỳ Hảo lại hừ một tiếng. Quy củ ngày xưa, các hạ nhớ dành hơn chính một người có bổn phận chấp pháp. Liễu Sơ Dương thản nhiên. Trong kỳ đại hội lập ước pháp định quy củ, chính lão phu ghi chép những chi tiết quy điều do toàn thể chấp thuận, và cũng chính lão phu sao ra nhiều bản, phân phối cho mọi người, cho nên lão phu nhớ dành là việc đương nhiên. Lão mỉm cười nhìn Kỳ Hảo tiếp luôn. Dù sao, Thế huynh cũng là người thừa kế của một trong ba vị thần quân, hẳn Thế huynh cũng nhớ dành chứ. Kỳ Hảo nín lặng một lúc lao đột nhiên, hắn đưa ngón tay áp út của bàn tay tả lên cao, nơi ngón tay có một chiếc nhẫn bằng ngọc màu xanh. Nơi mặt chiếc nhẫn hướng về bọn Liễu Sơ Dương, có nhiều nét chạm trổ rất tinh vị. Quan Sơn Nguyệt chẳng hiểu những nét chạm đó là hình thức gì, tượng trưng một quyền uy như thế nào ở chàng cố dương tròn mắt, nhìn xem hình chạm trên mặt nhẫn. Bất giác, chàng kinh ngạc, nhận ra, hình chạm đó là một chiếc đầu, đầu của quỷ chứ chẳng phải đầu người. Hắn cao giọng hỏi. Các vị có biết vật chi đây chăng? Liễu Sơ Dương và hai chị em họ Lạc trông thấy chiếc nhẫn cùng biến sắc. Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân còn đủ đôi chân, đứng thẳng người, tay buông thõng trong cái dáng nghiêm trang. Còn Lạc Tương Quân, mất đôi chân không đứng được cũng chỏi tay xuống thành ghế, nhóm mình lên tỏ vẻ muốn đứng như hai người kia có điều không đứng được đành phải ngồi như vợ ủy cả ba im thin thít.
Kỳ Hào ngẩng cao mặt cười lạnh mấy tiếng. Thiên tài, tài hà chính thức truyền thần ma lệnh cho tất cả phải tuân theo. Tài hà hàn định 3 tháng sau, tất cả phải hội hiệp tại thần đàn, nghe tài hà phân phó. Họ Liễu và hai chị em họ Lạc cùng cất tiếng một lượt. Xin tuân lệnh. Kỳ Hào cười nhẹ tiếp. Đúng kỳ hàn, ai vắng mặt thì người đó đừng trách sao tài hà nỡ nghiêm khắc, không nương tình. Lạc Hành Quân rung rung giọng. Dù bọn này có bất đắc kỳ tử mà không đến nơi đúng hàn định được, cũng chăn chối người nhà, mang hài cốt đến thần đàn trình chiếu. Kỳ Hào gật đầu. Các vị yên chí, trong vòng 3 tháng đó, tài hạ bảo chứng chẳng một ai dám động đến chân lung các vị, làm gì có cái việc chết bất ngờ mà sợ. Tuy nhiên, tài hạ cần cảnh cáo các vị, đừng tìm cách lẩn trốn như trong những lần trước cả nói thật các vị có đi đến góc biển, chân trời, rừng sâu, núi thẳm, tài hạ cũng tìm đến các vị như thường và chắc chắn là phải tìm gặp cho nên đừng ai mong ẩn tránh vội. Hắn lại dừng, rồi mỉm cười tiếp. Tài hạ thừa kế tiên quân, nhưng hành sự có khác hơn tiên quân một chút ở cái chỗ tiên quân thì rộng rãi, còn tài hạ thì có phần nào nghiêm khắc một chút. Nói trước để cho các vị giữ mình. Đoàn hắn khoát tay. Thôi, các vị ngồi xuống đi. Lạc Cương Quân buông tay chỏi, Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân ngồi xuống. Trên gương mặt cả ba, vẻ bàng hoàng lo ngại vẫn còn. Kỳ Hào dai qua bốc thường xuân gắt. Lão còn chờ gì nữa lại chưa chịu khai diễn tấn tuồng xả. Bốc thường xuân trừng mắt nhìn Quan Sơn Nguyệt quát. Tiểu tử lướt tới đi ta không tìm gặp Độc Cô Minh thì miễn cưỡng chuyển hình phạt sang ngươi cũng được. Quan Sơn Nguyệt không hề nao núng, bĩu môi, hừ, một tiếng. Ân sư của ta có ân oán gì với ngươi mà ngươi lại thù oán luôn đến ta chứ? Bốc thường xuân căm hờn gần giọng. Giả như ngươi bảo toàn được sanh mạng chờ đến ngày gặp lại Độc Cô Minh, hẳn ngươi sẽ hiểu rõ sự liên quan giữa ta và lão ấu ủy bằng trái lại, nếu cái xấu của người hiểu thọ thì cố mà chờ tại suối vàng, không lâu lắm, Độc Cô Minh sẽ xuống đó hội diện với ngươi, gặp nhau rồi, ngươi hỏi lão ấy cũng chẳng buồn. Lão không chịu nói thật thế là nghĩa gì? Đối với một kẻ mà mình xem là thù trước khi đồng thủ, ít nhất mình cũng phải nói cái lý do tranh chấp chứ. Tại sao Bốc Thường Xuân lại giữ bí mật? Thế ra, những gì liên quan đến sư phụ chàng ai ai cũng giữ bí mật cả sao ỏ và tại sao tất cả đều giữ bí mật? Từ Bành Cúc Nhân đến bọn Lạc Hành Quân, rồi bây giờ cả người đối lập là Bốc Thường Xuân cũng chẳng chịu tiết lộ mảy may về sự tình. Tự nhiên, chàng hết sức hoang mang, niềm hoang mang càng lúc càng lớn mạnh theo cái đà tiếp xúc với những người thuộc về bảng phong thần, bảng phong ma nào đó. Tuy nhiên, bởi không phải lúc chàng suy tư về những chuyện xa xôi, chàng vừa bước tới, vừa cao giọng nạt lên. Lão quái vật, đừng khoác lác sớm, chưa chắc trong hai chúng ta, kẻ nào phải về chầu Diêm Chúa trước. Bốc Thường Xuân điểm phất nụ cười âm thầm, thản nhiên đứng chờ trường kình của Quan Sơn Nguyệt bay tới. Chiêu trường đó, Quan Sơn Nguyệt nhắm ngay ngực lão ta mà tung vào. Một bên đánh ra, một bên không né tránh, tự nhiên trường kình phải chạm đích, nhưng chạm đích cũng chẳng làm gì hề hấn Bốc Thường Xuân, trường kình của Quan Sơn Nguyệt trúng ngực lão như rơi vào khoảng không thành vô dụng. Trái lại, lão xoay bàn tay, xòe thẳng ngón, đâm vào xương cánh tay của Quan Sơn Nguyệt. Thủ pháp đó, Bốc Thường Xuân đã thi triển một lần trên dòng Hoàng Hà, Quan Sơn Nguyệt đã biết rồi, cho nên chàng hết sức đề phòng. Bàn tay chàng vừa chạm vào ngực Bốc Thường Xuân, lập tức chàng thu nhanh về tránh mấy ngón của lão đùng phải nhưng vội, chàng nhận ra không làm sao thu hồi bàn tay kịp. Bất giác, chàng đâm liều, định thực nghiệm xem công lực của Bốc Thường Xuân như thế nào, do đó, chàng cứ giữ nguyên tư thế, sẵn sàng hứng lấy ngón tay của Bốc Thường Xuân. Liễu Sơ Dương kinh hãi, kêu lên thất thanh. Quan Hiền Điệt, cẩn thận đấy, tuyệt đối không nên tiếp xúc. Chậm một chút, sự va chạm đã đến cùng một lúc với tiếng kêu của Liễu Sơ Dương phát ra. Quan Sơn Nguyệt cảm thấy chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ phong của Bốc Thường Xuân mãnh liệt thật, song bất quá chỉ làm cơ thể chàng chấn động nhẹ và qua cơn chấn động đó, chàng nghe ngứa ngáy khắp người một chút vậy thôi. Dĩ nhiên, chàng không quan tâm, trái lại còn khinh thường là khác. Trao đổi nhau một chiêu đầu, Quan Sơn Nguyệt lùi lại mấy bước, suy nghĩ tìm cách khắc chế đối tượng.
Trong khi chàng tìm phương pháp, Liễu Sơ Dương lộ vẻ lo sợ ra mặt. Lão định mở miệng nói gì đó, nhưng Kỳ Hào trầm lạnh gương mặt gần từng tiếng. Là chứng nhân, bổn tòa chấp hành công pháp cấm chỉ mọi người bên ngoài nói năng chen vào. Để mặc song phương so tài, hơn thì thắng, kém thì bại. Liễu Sơ Dương nín lặng. Nín lặng là về phần lão, song lão lại hy vọng người khác bất thần can thiệp, may ra mới tiếp trở quan Sơn Nguyệt kịp thời, lão đưa mắt nhìn sang Lạc Tương Quân. Chẳng rõ Lạc Tương Quân có thấy ánh mắt của lão chăng, bà ta điềm nhiên như thường, đôi mắt cứ đăm đăm nhìn vào cuộc chiến, theo dõi mọi động tác của song phương. Bà nhìn vào cuộc chiến, thần sắc của bà vẫn an tường, không hề biểu lộ một vẻ lo nghĩ nào. Quan Sơn Nguyệt bất động một lúc, rồi thình lình xuất trưởng đánh tiếp một chiêu thứ hai. Bốc Thường Xuân là tay lão luyện chiến trường, trước khi vào cuộc lão đã có chủ trương rồi, bây giờ thì lão ung dung hành động đúng theo chủ trương đó. Như lần trước, lão thản nhiên chờ, vẻ khinh khỉnh hơi lộ ra nơi gương mặt. Nhưng khi trường kình của Quan Sơn Nguyệt đến gần, bỗng lão có cái cảm giác là tình hình không giống như lần trước, toàn vận công ứng phó, rất tiếc đã chậm trễ rồi, không tài nào vận công kịp nữa à. Quan Sơn Nguyệt thu tay về, chừng như bàn tay của chàng có một sức hút, tay thu về, sức hút lôi kéo Bốc Thường Xuân theo, cho nên lão chúi mình tới trước. Giả như Quan Sơn Nguyệt lùi lại một bước, hẳn lão cũng phải bước theo một bước. Nhưng Quan Sơn Nguyệt không lùi, chàng điểm nhẹ một nụ cười hoành tay qua một bên, dịch luôn thân hình Bốc Thường Xuân theo, khi lão chúi tới, ngang hàng với chàng rồi, chàng đánh mạnh vào lưng lão một quyền như búa bổ. Bốc Thường Xuân mất cả kháng lực, ngã cấp xuống, tuy nhiên, lão kịp chỏi tay, giữ cho thân mình không chạm đất, nhân tư thế đó, lão là người lăn đi mấy vòng, đứng lên liền. Lạc Hành Quân buồn miệng tán. Tiểu tử quả thật thông minh, chỉ qua một chiêu đầu, đã ước độ được hư thực của đối phương, tránh cái hư công vào cái thực, áp dụng đúng phương pháp chế địch. Song rất tiếc, chỉ sợ lần. Quan Sơn Nguyệt giật mình, chàng khâm phục sự nhận xét của Lạc Hành Quân, rồi chàng cũng lo ngại về câu nói của bà. Tại sao bà tiếc rẻ? Lần sau thì sao ở gì thì chẳng rõ, chứ chàng cũng phát hiện ra một điều mà Lạc Hành Quân không nói trước cho chàng hiểu, điều đó là Bốc Thường Xuân có một kháng lực gần như ma quẻ ý kháng lực, bình thời thì chẳng hề có, khi nào địch chạm vào người, kháng lực mới phát huy, địch càng chạm mạnh, kháng lực càng phát huy mạnh. Kháng lực đó, làm tiêu tan áp lực của địch, áp lực địch tan biến rồi, kháng lực cũng tiêu tan luôn. Kháng lực tự nhiên mà có, chẳng cần gì Bốc Thường Xuân phải chú tâm, vận dụng. Sở dĩ chàng tạo được cái hấp lực, lôi cuốn Bốc Thường Xuân nhào tới, là vì chàng áp dụng đúng phương pháp, lợi dụng cái trợ lực làm trợ lực cho chàng. Cho nên, khi kháng lực nơi Bốc Thường Xuân vừa đẩy lên, nghênh đón trường kình của chàng, chàng lại thu tay về tiếp thu luôn cái kháng lực đó, khiến Bốc Thường Xuân phải chới với nhào theo, do đó, chàng tạo được một dẫn lực đúng theo phương pháp. Chứ thật ra chàng cũng chẳng có môn công đặc biệt nào. Cũng may cho Bốc Thường Xuân, lão ta kịp thời cải biến lực đạo, nếu cứ để cho kháng lực phát huy mạnh hơn, lão sẽ không thể chịu đựng nổi một trường của Quan Sơn Nguyệt và chắc chắn là không đứng lên nổi, phàm kháng lực của lão chấm dứt là Quan Sơn Nguyệt không còn chỗ nương tựa để tạo dẫn lực. Kháng lực dứt, dẫn lực phải dứt theo, lão an nhiên đứng lên như thường. Biết rõ đấu pháp cũng như vũ học của Bốc Thường Xuân, Lạc Hành Quân thốt lên câu đó để ngầm cảnh cáo chàng phải dè dặt ở những chiêu sau, đừng tưởng đấm được lão như vậy mà rồi cho là đắc thủ thắng cuộc mà khinh thường. Bốc Thường Xuân bị Lạc Hành Quân tiết lộ chỗ yếu nhược của lão cho Quan Sơn Nguyệt biết, lão căm hận quát to. Lạc Hành Quân, ta đâu có mượn ngươi ở bên ngoài chỉ khôn chỉ khéo cho tiểu tử đa ủ ngươi có tài, cứ chờ một chút nữa thi thố tài năng với ta, bây giờ thì hãy để yên cho tiểu tử so hơn kém với ta, tiểu tử có giỏi cứ xông vào cho ta nếm một quả đấm nữa, xem nào. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Cho ngươi nhào lăn một lần nữa, nghĩ cũng chẳng khó khăn gì. Bất quá ta thấy ngươi già đến từng tuổi đó mà lại bài. Bài đến độ phải bò lăn bò lóc trên mặt đất, tránh né vất vả, ta không nỡ tái diễn cái trò vui đó nữa, thôi ta nghĩ, ngươi nên xét người xét mình, nếu nhận ra mình còn kém thì cứ lui đi, chứ càng liều mạng lại càng chuốc nhục, chẳng ích lợi gì cả. Liễu Sơ Dương chen vào. Phải đó, Bốc Thường Xuân.
Dù sao thì ngươi cùng Độc Cô Minh Đồng là một lớp người, đã bại rồi thì nên nhận bại đi, ngoan cố cho lắm cũng không chối được cái tiếng bại. Lão cười nhẹ một tiếng, tiếp luôn. Bị người ta đấm cho một đấm, nhào xuống đất lăn lộn mấy vòng, thế chẳng là bại thì là gì chứ? Bốc Thường Xuân dần đến độ suýt sôi bọt mồm bọt mép, day qua Kỳ Hạo trầm giọng hỏi. Công tử là chứng nhân, công tử phán định lão phu bại hay không bại? Kỳ Hạo lắc đầu. Không bại. Quan Sơn Nguyệt nổi giận. Làm công chứng nhân như ngươi, sao gọi là công bình được? Rõ ràng là ngươi thiên vị lão quái vật, ta không phục lời phán định của ngươi. Kỳ Hạo trầm lạnh gương mặt. Bổn tòa bất công ở điểm nào? Quan Sơn Nguyệt hừ một tiếng. Lão ấy đã ngã nhào, lăn lộn như vậy, không là bại thì là gì? Lão ấy không bại, dễ thường ta bại à? Kỳ Hạo điềm nhiên. Ta có chối là lão không ngã, không lăn lộn đa ủ xong, vì cái việc đó mà cho rằng lão bại thì bất công, bởi trước đó, ngươi cũng có bị lão đánh trúng một chiêu mà. Thế là huề, mỗi bên bị trúng một chiêu của nhau, có bên nào hơn bên nào mà phán định một bên bại một bên thắng. Quan Sơn Nguyệt sửng sốt. Ta trúng chiêu của lão ấy từ lúc nào ở chiêu gì chứ? Kỳ Hạo bĩu môi. Ngươi không hay biết, ngươi nghi ngờ thì cứ hỏi chị em bà ấy. Lạc Hành Quân và Lạc Tương Quân cũng phẫn hận về sự phán đoán của Kỳ Hạo, hai bà biết rõ hắn dùng cường để đoạt cái lý, song họ chẳng còn nói gì được. Thực ra Quan Sơn Nguyệt làm gì chẳng biết mình bị Bốc Thường Xuân quét trúng một ngọn chỉ phong. Có điều chàng chẳng nghe một cảm giác gì cả, cho nên cứ tưởng là vô sự. Đã vô sự thì chàng bại làm sao được. Bây giờ Kỳ Hạo nhắc lại và chàng nhìn thần sắc của chị em họ Lạc, đoán biết là sự tình có quan trọng phần nào. Chẳng lẽ ngọn chỉ phong Bốc Thường Xuân chúng phớt qua mình chàng lại gây nên một hậu quả tai hại? Chàng tự tin mình không thể bị nguy vì một đạo chỉ phong tầm thường của Bốc Thường Xuân, cười nhạt thốt. Người định nói đến đạo chỉ lực của lão quái vật ấy quét sang ta vừa rồi. Ta muốn biết chừng nào nó phát tác đây. Chàng tỏ thái độ khinh thường. Điều đó khiến chị em họ Lạc hết sức lấy làm lạ, họ cùng một lượt lẩm bẩm. Sao lâu thế? Kỳ quái thật, chẳng lẽ công lực của Bốc Thường Xuân giờ đây đã kém giảm, không còn lợi hại như ngày trước? Bốc Thường Xuân nghe lọt câu đó, nổi giận quát. Nói nhảm. Các ngươi cho rằng ta không còn lợi hại như ngày nào à? Nếu thế ta chớp cả hai ngươi, cứ vào cuộc ta bảo chứng là các ngươi sẽ nếm lại sự thất bại như ngày trước. Lạc Tương Quân phẫn huất thét. Ngươi vẫn còn khoác lác được à? Ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi cho mà xem. Chỏi tay xuống thành ghế, bà tung mình lên bay vọt tới, đồng thời phất ống tay áo, quét chênh chếch xuống mặt Bốc Thường Xuân. Bốc Thường Xuân rùn cổ, hạ thấp mình một chút tránh cái quét của ống tay sáo địch. Hụt ống tay áo này, Lạc Tương Quân phất luôn ống tay áo kia, rồi hai ống tay áo giao truyền quét tới, vừa để công Bốc Thường Xuân vừa lầy đà giữ mình trên không. Dù sao thì mất đôi chân, Lạc Tương Quân cũng phải thất thế hơn Bốc Thường Xuân, bởi bà phải vận dụng chân khí quá nhiều, phần nào giữ mình đừng rơi xuống, phần nào công địch mà địch chẳng phải tay vừa à. Đừng nói chi địch có vũ công cao hơn bà, nếu song phương đồng tài đồng sức thì đương nhiên người có đủ đôi chân nắm nhiều phương tiện chiến thắng hơn. Hai tay áo vung tới tấp làm Bốc Thường Xuân có phần nào lúng núng. Nhưng cuộc chiến chưa ngã ngủ như thế nào, bỗng một bóng người từ phía dưới bay vọt lên, dùng trường chặt xuống ống tay áo của Lạc Tương Quân. Phạc, ống tay áo đứt liền. Mất thăng bằng, Lạc Tương Quân đáp xuống ngã ỷ và bà đáp xuống trong tư thế ngồi. Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân biến sắc, đồng một lượt nhào tới. Người chặt đứt ống tay áo của Lạc Tương Quân chẳng ai khác hơn là Kỳ Hạo. Thấy bọn Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân xông vào tiếp trợ Lạc Tương Quân, hắn thét to. Bọn các ngươi chán sống rồi phải không? Trước mặt bổn tòa mà các ngươi dám buông lung ngông cuồng như vậy, liệu bổn tòa còn châm trước được cho các ngươi không chứ? Giọng nói của hắn vang lên như sấm, làm chấn động Liễu Sơ Dương và Lạc Hành Quân, dù biết đối phương không hề có hảo ý với họ, đối phương đã chấp nhận thái độ đối với họ rồi là họ chẳng cần phải kính nể nữa, vậy mà cả hai khiếp hãi như thường, đủ biết oai khí của Kỳ Hạo chẳng phải nhỏ.
Cả hai lập tức dừng chân lại. Liễu Sơ Dương trầm giọng hỏi: Thế huynh đã là một công chứng nhân, tại sao bỗng nhiên xuất thủ can thiệp vào việc của bọn tài hạ? Kỳ Hào cười lạnh: Câu đó, sao các ngươi không hỏi cái mù tàn phế kia mà lại hỏi nơi bổn tòa? Hắn trầm nghiêm, lạnh lùng tiếp: Mù ta có muốn đồng thủ, ít nhất cũng hỏi qua bổn tòa xem bổn tòa có đồng ý hay không mới được chứ. Tại cho phép mù ngang nhiên xuất thủ, thế bổn tòa có mặt nơi đây để làm gì? Liễu Sơ Dương đối lý: Lão phải công nhận là phần quấy về phần vợ lá ỏ. Lão thở dài, không thể xuất thủ tấn công Bốc Thường Xuân, đành cúi mình xuống, bế bà vợ lên mang về chiếc ghế, đặt bà ngồi yên như cũ. Thần sắc của Kỳ Hào hết sức nghiêm lạnh, hắn quắc đôi mắt sáng như sao nhìn Lạc Hành Quân, như chút tròn niềm căm hận lên đầu bà, bởi dù sao thì bà cũng là chủ nhân của địa điểm, bà lại còn là vị niên trưởng trong bọn, bà phải lãnh trách nhiệm về hành động của bất cứ ai trong trang viện này. Một quan Sơn Nguyệt vô lễ, hắn chưa chỉ tội một Lạc Tương Quân vô lễ, hắn vừa cảnh cáo kế tiếp bà ta và Liễu Sơ Dương lại khinh thường sự có mặt của hắn, phóng túng hung hãn. Dĩ nhiên, hắn phải hận. Hắn nhìn bà đăm đăm làm bà lạnh người, không dám chịu đựng ánh mắt đó, phải cúi đầu né tránh. Kỳ Hào lại chuyển ánh mắt sang quan Sơn Nguyệt, nhìn chàng một lúc lâu, đoạn gọi Bốc Thường Xuân thốt: Lão Bốc ơi, bổn tòa sợ ngươi bại đấy. Bốc Thường Xuân khi nào lại tin như vậy được, vội lắc đầu đáp: Chưa hẳn là lão phu bại đâu, công tử. Công tử có thể chờ một lúc nữa chứ, chờ xem cái hậu quả của đạo chỉ phong như thế nào. Kỳ Hào mỉm cười: Cần gì phải chờ, chỉ lực của ngươi trước kia thì còn có hiệu dụng thật đấy, nhưng hiện tại thì bổn tòa chẳng thấy lưu lại một dấu vết nào nơi cơ thể của hắn. Bốc Thường Xuân nhìn quan Sơn Nguyệt kỹ hơn một chút, lão nhận ra chàng ung dung như thường, khí định thần nhàn, chẳng tỏ vẻ gì là khó chịu, bất giác lão sững sờ, rồi lão thất vọng. Kỳ Hào bắt đầu lưu ý đến quan Sơn Nguyệt, cho rằng chàng có thực tài, chứ trước đó thì hắn khinh thường chàng và hắn đinh ninh là Bốc Thường Xuân hạ chàng rất dễ dàng. Do đó, hắn đổi thái độ đối với chàng ngay, hắn hướng sang chàng, gật gật đầu như tán thưởng khả năng của chàng, rồi hỏi: Các hạ khá lắm, bổn tòa thành thật khen ngợi đó. Bổn tòa có điều này khó hiểu, muốn nhờ các hạ giải thích, chẳng hay các hạ có sẵn lòng hay chăng? Quan Sơn Nguyệt thản nhiên đáp: Là công chứng nhân, các hạ có quyền hỏi. Kỳ Hào lắc đầu: Không, không phải vậy đâu. Công chứng nhân chỉ có quyền phán định thắng bại giữa song phương hoặc ngăn chặn ngoại nhân vô cớ chen vào vụ thôi, còn ngoài ra thì tài hạ không có quyền đến bất cứ sự việc nào không liên quan đến cuộc tranh chấp. Cho nên, câu hỏi của tài hạ, tùy các hạ ứng đáp thì đáp, không ứng thì thôi, tài hạ không cưỡng bức được. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút. Thực sự thì tài hạ đối với các hạ, chẳng có một thiện cảm nào, tuy nhiên, nghĩ vì các hạ chấp pháp có phần nào công bình, do đó tài hạ không đành cự tuyệt, có thể đáp câu hỏi của các hạ nếu chẳng có gì khó khăn trở ngại do câu hỏi đặt nên vấn đề. Vậy các hạ cứ hỏi. Kỳ Hào thoáng biến sắc. Lời nói của quan Sơn Nguyệt làm cho hắn bất mãn phần nào, lời nói đó, chứng tỏ quan Sơn Nguyệt khinh thường hắn, bất chấp oai khí của hắn, cao hứng thì đáp câu hỏi, không thích thì thôi, ý đến bọn Lạc Hành Quân còn phải nể trọng hắn, huống hồ quan Sơn Nguyệt. Tuy nhiên, hắn cố dằn lòng, trầm giọng hỏi. Xuân Dương chỉ pháp của Lão Bốc, từ xưa đến nay, mỗi lần phát xuất là mỗi lần đắc thủ, chẳng khi nào vô hiệu như hiện tại, chẳng hay các hạ dùng phương pháp gì hóa giải chỉ pháp đó trở thành vô hiệu. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút. Trước khi giải thích sự thắc mắc của các hạ, tài hạ xin được biết cái tánh chất thực sự của Xuân Dương chỉ pháp như thế nào, các hạ giải bày cho tài hạ hiểu rõ, sau đó, tài hạ sẽ nói đến phương pháp hóa giải. Hỏi như thế tức nhiên hỏi Bốc Thường Xuân, dù quan Sơn Nguyệt đang đối diện với Kỳ Hào. Nhưng Kỳ Hào làm gì phân tách một môn học của kẻ khác? Cho nên, Bốc Thường Xuân phải đáp thay Kỳ Hào. Lão, hừ, một tiếng, hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không nghe một cảm giác nào khi chỉ lực của ta chạm vào mình ngươi? Quan Sơn Nguyệt mỉm cười.
Cảm giác dĩ nhiên là phải có, nhưng nó ngắn quá, nó vừa thoáng hiện là tan biến ngay, cái cảm giác đó mường tượng sức nóng của ánh xuân dương chiếu nơi lưng, nghe nhột nhột như có một con sâu bò ngo nghẻ. Bốc Thường Xuân hỏi gấp. Rồi sau đó, Quan Sơn Nguyệt tiếp. Sau đó, ta chẳng còn nghe gì nữa à, ta cứ cho là vừa mơ mộng một chút vậy thôi. Chàng lại cười tiếp luôn. Theo ý ta thì ngươi nên đổi cái tên của chỉ pháp đó, cho nó hợp lý hơn. Ngươi nên gọi là Xuân Dương Mộng chỉ pháp mới phải, bởi ai chúng chỉ pháp đó, đều cảm thấy như mình mơ mộng một tí. Bốc Thường Xuân vừa thẹn vừa tức, không dằn tính khí được, buột miệng mắng hoang hoang. Nhưng, lão chỉ mắng được mấy tiếng, Kỳ Hảo ngăn chặn liền, lão phải nín bặt, đôi mắt đăm đăm nhìn Quan Sơn Nguyệt cực kỳ phẫn nộ. Liễu Sơ Dương thừa dịp chút cả niềm căm phẫn chứa đựng từ lâu. Đó là công phu vừa dâm, vừa độc, vừa tà quái, trên đời này chẳng có công phu nào đáng khinh bỉ bằng. Kỳ Hảo trừng mắt. Xú Sơn Thần, người đã có tên trong ma bảng, thiết tưởng không nên có cái luận điệu đó. Liễu Sơ Dương lại nín lặng. Quan Sơn Nguyệt thấy lão quá nể sợ Kỳ Hảo, luôn luôn bị hắn quát nạt, vội tiếp lời lão, thay lão nói lên những lời lão muốn nói nhưng không thể nói. Theo Tài Hà nhận xét thì, Xuân Dương chỉ pháp là một công phu chuyên làm mê hoặc đối phương, ai bị chỉ lực Xuân Dương chúng phải, lập tức mất hết bổn tánh. Kỳ Hảo cười hì hì. Các hạ nói đúng đó, chỗ độc đáo của lão bốc là thế, và chỉ có thế thôi. Quan Sơn Nguyệt bĩu môi. Thảo nào mà Tài Hà chẳng có cảm giác nào. Ngày trước Tài Hà từng bị người hạ độc dược suýt chết, may nhờ một vị tiền bối cho uống thứ thuốc băng xà toàn màng tán, thuốc ấy chẳng những giải trừ chất độc mà còn làm cho cái tâm được thanh sáng, diệt luôn tánh dục. Kỳ Hảo gật đầu. Thì ra là vậy, bây giờ Tài Hà minh bạch rồi. Hắn day qua Bốc Thường Xuân, cao giọng thốt. Lão Bốc, ngươi nên nhận bài cho rồi. Bốc Thường Xuân cúi đầu không nói chi cả. Kỳ Hảo tiếp. Y theo thông lệ của các ngươi, kẻ nào bài phải lủi đi như chuột. Lão Bốc ngươi đã bài rồi, còn ở đó làm chi nữa à? Chị em họ Lạc Quan nói gì đó, Kỳ Hảo khoát tay ngăn trần. Khỏi cần phải nói, bổn tòa đã biết ý tứ các ngươi, điều oan nghiệt giữa các ngươi và Lão Bốc, chẳng ai cởi mở được, do đó ta thay mặt các ngươi an bày sự việc, trong 3 tháng nữa, các ngươi hãy đến thần đàn, ta sẽ có cách liễu kết sự việc của các ngươi, sau đó mình sẽ luận bàn về những vấn đề khác. Lạc Hành Quân thấp giọng. Đa tạ Ma Quân. Lạc Tương Quân và Liễu Sơ Dương không nói gì. Kỳ Hảo lại cười hì hì. Có chi đa ủ chúng ta là người đồng bằng, cái lẽ chiếu cố nhau là tất nhiên rồi, khó khăn hơn nữa cũng phải làm, huống hồ một việc rất nhỏ mọn. Hắn vẫy tay. Bốc Thường Xuân rời khách sảnh trước. Kỳ Hảo day qua Quan Sơn Nguyệt, chào biệt. Tài Hạ phải cáo từ, mong rằng chúng ta sẽ trở thành một đôi nàng hữu thân thiết. Cái việc hôm nay, đúng là một hạnh ngộ vậy đó. Quan Sơn Nguyệt đáp lễ thốt. Các hạ chỉ xuất thủ một lần, tuy chỉ ngăn trận một cuộc ác chiến xảy ra, song cũng đủ chứng tỏ vũ công cao tuyệt, Tài Hạ hết sức khâm phục và hy vọng có một ngày nào đó, được lãnh giáo cái bản lãnh quán thế của các hạ. Song phương đối đáp nhau, nghe ra rất nhã nhặn, song bên trong có hàm cái ý hứa hẹn một cuộc gặp gỡ vào một ngày nào đó, và khi gặp gỡ nhau, họ sẽ có một trận thư hùng. Hiểu cái ngụ ý của song phương trong mấy lời vắn tắt, Liễu Sơ Dương và chị em họ Lạc hết sức khẩn cấp. Nhưng tiếng nói đã buông ra rồi làm sao lấy lại kịp, cả ba chỉ đưa mắt ngầm ra hiệu cho Quan Sơn Nguyệt nên dịu phần nào thái độ, ít nhất cũng tạm vào lúc này, họ mong chàng sửa chữa lại cái gì đã căng thẳng, giấu giếm bớt đi sự khiêu khích đối phương. Quan Sơn Nguyệt lờ đi như chẳng trông thấy chi cả. Kỳ Hảo mỉm cười. Giả như các hạ muốn chỉ điểm Tài Hà hôm nay, cũng thuận tiện lắm. Song, trong tương lai, có thiếu chi cơ hội thì vội gì chúng ta phải làm cái việc chưa đáng làm. Các hạ yên chí chờ, chắc chắn là phải có lúc hy vọng của các hạ được thực hiện. Quan Sơn Nguyệt trầm giọng. Tài Hà có nhiều sự việc phải lo, chưa biết lúc nào dối rảnh, giả như các hạ có nhã ý giúp Tài Hà học hỏi thêm một vài điều hay thì các hạ hãy cho một hàn kỳ, Tài Hà sẽ cố thu xếp công việc để có thời gian tìm đến các hạ bái kiến lãnh giá ọ.
Kỳ Hào cười nhẹ. Hàn Kỳ, thế các hạ chóng quên quá. Ngày ước hội không xa, nơi ước hẹn là đài tán quan, các hạ đã quên, tại hạ xin nhắc lại một lần, mong các hạ đừng vì lý do gì mà thất hẹn. Quan Sơn Nguyệt giật mình kêu lên. Các hạ là Phi Lạc Đà. Kỳ Hào đã tung mình theo Bốc Thường Xuân rồi, chàng cười sang sảng, tiếp theo là một câu xác nhận. Không phải Phi Lạc Đà. Tại hạ là Phi Đà lệnh chủ, các hạ gọi sái một tiếng thôi. Câu nói dứt, bóng người cũng đã khuất. Khách sảnh trở về im lặng nặng nề. Quan Sơn Nguyệt thở dài thốt. Không ngờ hắn lại là Phi Lạc Đà. Hắn tự xưng là Phi Đà lệnh chủ. Lạc Hành Quân biến sắc mặt, nhìn thoáng qua Quan Sơn Nguyệt cất tiếng. Già có việc này, nhờ quan thiếu hiệp. Cái lối xưng hô của bà thay đổi dần dần, từ hai tiếng các hạ đến hai tiếng hiền biệt, rồi bây giờ bà lại gọi chàng là thiếu hiệp. Sự thay đổi đó, do thói quen của khách giang hồ, sáo ngữ nằm sẵn nơi đầu môi hay vì sự nhận thức giá trị của con người Quan Sơn Nguyệt mà có. Thoạt đầu, bà khinh thường Quan Sơn Nguyệt, sau đó bà bắt đầu chú ý đến chàng, khi chàng đánh ngã Bốc Thường Xuân, cuối cùng Kỳ Hào có ý gờm chàng, mà bà thì nể oai Kỳ Hào, do đó bà gọi chàng là thiếu hiệp chăng? Còn sắc mặt của bà biến đổi, chẳng phải bà lo ngại vì việc sắp nói ra với Quan Sơn Nguyệt, thần sắc của bà biến đổi vì các diễn tiến vừa qua, Kỳ Hào đã đi rồi mà bà chưa lấy lại bình thường. Quan Sơn Nguyệt vội đáp. Tiền bối có điều chi phân phó xin cứ nói ý. Lạc Hành Quân chỉnh nghiêm sắc mặt. Già này hiếm hoi, chỉ sanh được một gái là Tiểu Hồng, vì gia vụ đa đoan, già không chu toàn được việc giáo huấn thành ra nó hư hỏng, lắm lúc ương ngạnh cái lời người trưởng thượng, có những hành động ngông cuồng. May thay thiếu hiệp từ đâu đến, lại có cảm tình với gia đình già, già nghĩ ra, nếu như thiếu hiệp chiếu cố đến nó, dùng lời hay lẽ phải cảm hóa nó cho nên người ý. Quan Sơn Nguyệt kinh hãi kêu lên. Sao tiền bối có ý nghĩ đó? Lạc Hành Quân thở dài tiếp. Thiếu hiệp đã chẳng chính mắt trông thấy đó sao, ở trong 3 tháng nữa đây, khi có lệnh triệu tập bọn của già phải lên đường, mà đi rồi lại chắc gì có hy vọng trở về. Như vậy, con đường tương lai của Tiểu Hồng Cầm như mờ mịt sau thời gian đó, còn ai đâu hướng dẫn nó đi đúng nẻo nghĩa nhân. Cho nên... Bà lại dừng, rồi nhìn chàng, ánh mắt có vẻ khẩn thiết, một phút sau, buông tiếp. Giả như thiếu hiệp nghĩ đến đoạn giao tình của già đối với lĩnh sư ngày trước thì thiếu hiệp nên chiếu cố đến nó. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, trầm giọng hỏi. Tại sao các vị phải cúi đầu tuân phục theo lệnh của gã thiếu niên đó? Các vị thuộc hàng tiền bối, còn hắn thì bất quá là một kẻ hậu sanh, dù hắn có thừa kế sư nghiệp của ai đi nữa. Hắn vẫn là kẻ dưới đối với các vị mà. Hắn đâu có thể hống hách kỷ mình có một thân phận rồi ra lệnh cả đến những bậc trưởng thường phải thi hành. Lạc Hành Quân đưa mắt thoáng qua Lạc Tương Quân và Liễu Sơ Dương, lại thở dài thốt. Thiếu hiệp hỏi tại sao ở không thể nói được, đau khó nói lắm thiếu hiệp ơi. Giả như thiếu hiệp muốn hiểu sự tình thì trong kỳ ước hội sắp tới đây với ma quân Kỳ Hào tại đài tán quan, thiếu hiệp cứ hỏi ngay hắn. Già nghĩ rằng, trên thế gian này, nếu có thể giảng giải được sự tình thì người đó chính là hắn, duy nhất chính là hắn mà thôi. Quan Sơn Nguyệt toan hỏi điều gì đó, Lạc Hành Quân đã hướng sang em gái và em rể tiếp. Hiền Muội và Liễu Đệ, hai người ngay từ bây giờ hãy trở về, chuẩn bị sẵn sàng. Tuy là 3 tháng, ngu thơ thấy thời gian chẳng rộng chi lắm đâu. Bởi chúng ta có 100.000 chuyện phải chu toàn trước ngày ước hẹn, lo cho xong tất cả mọi chuyện trong thời gian ngắn đó cũng chẳng phải dễ dàng gì. Thời gian vào tiết thu, gió lạnh mang cái vẻ tiêu sơ từ 4 phương về phủ trùm lên vạn vật, vẻ tiêu sơ càng rõ rệt những cảnh trí tiêu điều, hoang vắng. Và đài tán quan càng phô vẻ tiêu sơ với hiện thân cổ lỗ qua những công trình kiến trúc từ hàng 100 năm trở lên. Có cái cổ lỗ nào không tiêu điều, dù đang lúc thành xuân, thì nói chi vào tiết thu niên, gió đùa lá rụng, cây cỏ xác sơ úa vàng. Đài tán quan, một cổ chiến trường. Chiến trường là nơi tan nát diễn ra, qua cơn tan nát đến lúc hoang tàn, huống hồ là cổ. Huống hồ là vào tiết thu thiên. Đài tán quan, nơi ước hẹn của hai lệnh chủ, mang một dấu hiệu lạc đà. Một là Minh Đà, một kia là Phi Đà.
Phi Đà lệnh chủ chưa thấy xuất hiện, Minh Đà lệnh chủ đã có mặt rồi. Thái Dương đã trách về Tây, Quan Sơn Nguyệt ngồi trên lưng ngựa nhìn bóng mình ngã dài theo con đường vắng vẻ, cảnh im lìm nhưng lòng chàng thì đang nổi cơn giông. Chàng khẩn trương ra mặt, khẩn trương vì cuộc ước hội này sẽ mang điều lợi hay điều hại cho chàng. Khẩn trương vì nhìn quanh quẩn, chàng vẫn chưa thấy Phi Lạc Đà. Thắng, bại, đành là việc so tài, chàng không hề suy nghĩ đến cho lắm nhưng dù sao thì thắng cũng vẫn hơn bại. Thắng hay bại là do yếu tố thực tại. Nhưng yếu tố đó chưa hẳn là tuyệt đối, bởi nhân số cũng có thể định đoạt được thắng hay bại. Nhân số, chàng nào có mang viện thủ theo mình. Mà chắc gì Phi Lạc Đà lại đến đơn thân, độc lực. Hắn là người ước hẹn, hắn là địa chủ thì biết đâu hắn chẳng an bày những phương tiện ám muội tranh thủ phần thắng. Chàng đã đến từ sáng sớm, chàng đã đợi suốt một ngày dài, bây giờ tà dương đã trách khỏi đầu cây, hoàng hôn sẽ xuống gấp, song Phi Lạc Đà vẫn chưa xuất hiện. Chàng lẩm bẩm. Hắn thất ước. Như đã thỏa thuận từ trước, Quan Sơn Nguyệt đến đài tán quan không đi một mình, bên cạnh chàng có Lạc Tiểu Hồng cùng theo, và dĩ nhiên có người bạn đồng hành tình nguyện ngay từ lúc đầu là Lưu Tam Thái. Lạc Tiểu Hồng đã bỏ cái tính ba hoa thường ngày, trở nên trầm lặng đáng ngợi. Giả như không có sự thỏa thuận từ trước, hẳn Lạc Tiểu Hồng cũng phải đi theo Quan Sơn Nguyệt. Bởi ba hôm sau ngày hội diện với Hồ Hải Di Tẩu Bốc Thường Xuân, Lạc Hành Quân và vợ chồng Lạc Tương Quân âm thầm rời ra, trang đi đâu không rõ. Nàng tứ cô vô thân, ngoài Quan Sơn Nguyệt ra, nàng chẳng còn quen biết một ai khác trên cõi đời này. Vì có sự ủy thác của Lạc Hành Quân, Quan Sơn Nguyệt phải mang Lạc Tiểu Hồng theo mình đến đài tán quan, và có lẽ chàng còn mang nàng cùng theo chàng khắp bốn phương trời trong một khoảng thời gian lâu lắm. Nàng sầu muộn vì gia đình, chàng lại bận lo nghĩ về việc sắp đến, cả hai không ai đàm đạo với ai, dần dần rồi thành quen, bây giờ thì nàng có lẽ trầm tình lắm rồi. Chốc chốc Quan Sơn Nguyệt lại thốt. Hắn đến không, chẳng lẽ hắn không đến? Lưu Tam Thái còn biết đối đáp làm sao ỏ. Bỗng có tiếng vó ngựa vang lên từ xa xa vòng đến. Quan Sơn Nguyệt giật mình kêu khẽ. Đến rồi. Tại sao hắn đến chế thế? Hắn muốn hội diện lúc ban đêm xa ỏ. Vó ngựa nghe dần dần gần, không lâu lắm, hai con ngựa xuất hiện ở đầu đường, ngồi trên lưng ngựa là hai nam nhân. Tuy hai kỵ sĩ còn xa, Quan Sơn Nguyệt cũng nhận ra là không có Phi Lạc Đà trong số. Hai người đó, một vị là Tiêu Đầu Song Anh Tiêu Cục tên Tôn Thất, còn người kia là Lữ Vô U Ủy, trưởng môn nhân phái Trung Nam. Quan Sơn Nguyệt biết ngay Lữ Vô Ý đến đây không ngoài mục đích hội diện với Phi Lạc Đà, báo hận cho các đệ tử phái Trung Nam. Chàng hết sức lấy làm lạ, tại sao Lữ Vô Ý lại đến một mình, bởi có trưởng môn nhân nào xuất ngoại lại chẳng mang theo một số đệ tử, ít nhiều tùy ý nhưng phải có mới hợp lý. Chàng lướt tới, nghiêng mình, vòng tay chào. Trưởng môn nhân được bình an chứ? Rồi chàng hỏi tiếp. Chắc trưởng môn nhớ đến đây là để gặp Phi Lạc Đà. Hắn thất ước tại hạ chờ suốt ngày nay, chẳng thấy hắn xuất hiện. Lữ Vô Ý lắc đầu. Hắn không thất ước đau hắn sẽ đến đây trong phút giây. Quan Sơn Nguyệt giật mình. Làm sao trưởng môn nhân biết được? Lữ Vô Ý trầm buồn gương mặt. Trong chuyến đi này, Lão Phu có mang theo 6 cao thủ trong bổn môn, ngờ đâu vào giờ ngọ hôm nay, tất cả 6 người đều bị giết một cách thê thảm ở dọc đường. Người giết họ là một nữ nhân, cứ theo lời Tôn Thất thì nữ nhân đó là Phi Lạc Đà. Quan Sơn Nguyệt chố mắt. Phi Lạc Đà là một nữ nhân. Lữ Vô Ý thở dài, ánh mắt của Lão thoáng mở vì màn lệ mỏng vừa lên. Phải, một nữ nhân. Vũ công của nàng vừa ngụy dị, vừa cao siêu, bọn cao thủ của Lão Phu có đến 6 người, nàng chỉ một mình, mà qua 4 năm chiêu thôi, nàng hạ sát tất cả. Còn Lão Phu, nếu nàng chẳng nới tay cho, hẳn Lão Phu đã ra người thiên cổ rồi đó. Quan Sơn Nguyệt sững sờ, trầm lặng dây lao. Lữ Vô Ý tiếp. Giết xong 6 đệ tử của Lão Phu, Phi Lạc Đà nhờ Lão Phu đến đây thông chi cho lệnh chủ rõ, vì Minh Đà lệnh và Kim Nhân là tính vật của lệnh chủ chưa được truyền đến nàng kịp thời, do đó nàng phải đợi và đến nơi hẹn với lệnh chủ trễ một chút.
Lão ngừng một chút lại tiếp. Nàng cho biết có lẽ lúc trăng lên nàng sẽ có mặt tại đây. Quan Sơn Nguyệt vẫn nín lặng. Lữ Vô Ý cho rằng chàng lạnh nhạt với lão, nên bất bình hằn học. Lão phu nghe nói, lệnh chủ vì cao nghĩa, không sợ oán thù, xuất đầu lộ diện chống đối với Phi Lạc Đà cứu nạn hai môn nhân của lão phu, do đó lão phu chẳng quản đường xa, tìm đến đây mong gặp lệnh chủ, để yêu cầu lệnh chủ báo thù cho bổn môn, ngờ đâu lệnh chủ có thái độ quá hứng hờ, chừng như khinh miệt lão phu. Quan Sơn Nguyệt thấy Lữ Vô Ý hiểu lầm chàng, vội đáp. Trưởng môn nhân nghĩ sai rồi, tài hạ nào dám lạnh nhạt với trưởng môn nhân. Chẳng qua tài hạ đang lúc suy tư trầm trọng nên không kịp thời đối đáp với trưởng môn nhân đó thôi. Ý, trưởng môn nhân có biết không, tài hạ hết sức hoang mang khi nghe rằng Phi Lạc Đà là một nữ nhân. Lữ Vô Ý giật mình. Thế ra Phi Lạc Đà có chân có giả, sao lại kỳ thế, sao lại có nhiều Phi Lạc Đà? Quan Sơn Nguyệt trầm giọng. Sự tình ra sao, thực tài hạ chưa được hiểu rõ, có điều tài hạ đã hội kiến với Phi Lạc Đà một lần rồi và chính là một nam thiếu niên, hắn có cái tên là Kỳ Hảo. Lữ Vô Ý cái. Không phải đâu, chính mắt lão phu trông thấy, Phi Lạc Đà là một nữ nhân mà. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút. Dù Phi Lạc Đà là nam hay nữ, điều đó chẳng quan hệ, cứ biết hắn là một kẻ hung ác, tàn bạo, chúng ta có bổn phận phải trừ diệt để cứu nguy cho người đời. Lữ Vô Ý tỏ vẻ cảm kích. Chính bổn môn tước hết tri ân lệnh chủ vô cùng, vì chính nghĩa, lệnh chủ ra tay trừng hung, chỉ bảo. Bỗng có tiếng lục lạc vang lên từ xa xa vòng lại, tiếng lục lạc của lạc đà, phàm ai có sống trên sa mạc đều nhận ra nhất định không lầm với tiếng lục lạc ngựa. Vầng trăng cũng đã lên rồi. Quan Sơn Nguyệt khích động vô cùng. Đợi tiếng lục lạc của lạc đà đến gần, chàng cao giọng gọi. Quan Sơn Nguyệt ở tại đây, bằng hữu. Quan Sơn Nguyệt chờ bằng hữu đã lâu rồi. Một con lạc đà có thân vóc cao lớn, sắc lông trắng như tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt vội nhảy xuống đất đứng bên cạnh con ngựa của mình, cao giọng tiếp. Tài hạ cứ nghĩ, bằng hữu bị cản trở làm sao đó, chắc không thể đến nơi ước hẹn. Nhưng người đâu chẳng thấy, chỉ thấy đâu có một con lạc đà đó thôi mà con vật đó chính là vật của chàng. Chàng liền bước tới cạnh nó, vuốt ve nó. Nó lè lưỡi liếm mặt chàng, nó đưa má chà sát vào mặt chàng tỏ vẻ an úy vô cùng, sau thời gian chủ và vật xa cách quá lâu. Chàng lẩm bẩm. Cuối cùng rồi ta và ngươi cũng trùng phùng với nhau. Tái đưa ngươi đến đây với tả người đó ở Đa ủ. Trong khi chàng và lạc đà mừng nhau, trong bóng tối, có một người nhìn chàng. Người đó sau một lúc cất tiếng. Quan Sơn Nguyệt, chúng ta bắt đầu so tài là vừa. Quan Sơn Nguyệt giật mình ngẩng mặt nhìn lên. Câu nói đó, đúng là âm thanh của một nữ nhân. Một nữ nhân cất tiếng thách thức chàng, trong khi cái người chàng chờ đợi là một nam nhân. Thế là nghĩa làm sao ỏ hai Phi Lạc Đà? Đâu là Phi Lạc Đà thật sự, đâu là Phi Lạc Đà giả mà ỏ? Trước mắt chàng, một nữ nhân hiền rõ, nữ nhân lại chính là Khổng Linh Linh. Chàng kêu lên thất thanh. Cô nương! Có thể là cô nương được xa ỏ. Khổng Linh Linh cười nhạt. Tại sao không thể là tả ngươi là lệnh chủ Minh Đà, dễ thường ta không thể làm một lệnh chủ như ngươi xa ỏ ta cũng có thể làm Phi Đà lệnh chủ được chứ? Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một thoáng. Tài hạ từng gặp một người, người đó tên là Kỳ Hảo, người đó cũng xưng là Phi Đà lệnh chủ. Khổng Linh Linh cười lạnh. Phải, sự thật là vậy. Phi Đà lệnh chủ chẳng nhất thiết phải là một người duy nhất. Khi thì ta, khi thì hắn, hắn chính là. Quan Sơn Nguyệt hoang mang vô tưởng. Chương 16 Vạn Lý Trường Trinh. Quan Sơn Nguyệt nhìn Sướng thiếu nữ, chừng như chàng chẳng hiểu nàng muốn nói gì, và đương nhiên là chàng khó tin nàng rồi. Nàng là Phi Đà lệnh chủ, làm gì có việc đó. Tại Tà Dương Trang, chính Kỳ Hảo đã tự nhận là linh chủ Phi Đà và hắn ta phải là linh chủ Phi Đà mới hợp lý, chứ có đâu lại là một nữ nhân. Mà nữ nhân lại thuộc lứa tuổi đó. Huống chi, chàng còn nhớ mang máng là có gặp nàng một lần. Lúc đó, chàng ở tại Tuyết Thần Cốc nhờ Tuyết Lão Thái Thái chữa trị thương thế cho chàng.
Chàng chỉ trông thấy nàng trong thoáng qua thôi, nên cái ấn tượng không được rõ rệt cho lắm. Tuy chính nàng mỗi ngày săn sóc chàng, song vì biết lão thái thái dùng quá nhiều thuốc kích thích cốt chữa cho chàng bình phục nhanh chóng, do đó chàng phải mất thần trí một thời gian, đến Trương Thanh mà chàng cũng chẳng nhận ra, huống hồ là những kẻ khác. Cho nên, chàng không nghĩ ngợi lắm về nàng. Sau này, khi thuốc kích thích mất hiệu lực, chàng tỉnh trí lại, cũng có nhớ đến nàng, song lúc đó nàng đã ly khai Côn Lôn Sơn, chàng không còn gặp nàng nữa. Giữa chàng và nàng, chẳng có sự liên quan nào khả dĩ gọi là trọng đại, nên chàng dễ quên đi, rồi bây giờ, đột nhiên gặp lại nàng, gặp lại để nghe nàng tự xưng là lĩnh chủ Phi Đà, một kẻ đối lập với chàng. Đương nhiên, chàng phải lấy làm lạ. Trong khi Quan Sơn Nguyệt nhìn nàng, dừng giờ, nàng lại lộ cái vẻ phẫn hận cao giọng hỏi. Quan Sơn Nguyệt, ngươi định vờ vĩnh với ta phải không? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta? Quan Sơn Nguyệt giật mình, trở về thực tại, điềm nhiên điểm một nụ cười, đáp. Nhận ra chứ, tài hạ còn nhận ra cô nương mà, trên Côn Lôn Sơn. Bỗng nhiên, Khổng Linh Linh phát cáu, hét lớn. Ngươi đừng nhắc đến cái tên Côn Lôn Sơn với ta nữa. Ta không muốn nghe ai nói đến địa phương đó. Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ. Cô nương không muốn nghe ai nhắc đến ba tiếng Côn Lôn Sơn à? Có đúng như vậy hay không đó? Tài hà nghĩ rằng, cô nương không dám nghe thì phải hơn, bởi tại nơi đó, cô nương đã làm một chuyện hay hay. Chàng tiếp nối với giọng mỉa mai. Cái chuyện hay hay do cô nương làm ra trên giang hồ không mấy kẻ hoan nghênh, trừ cái hàng người vong ân bội nghĩa toàn phản bản giết thầy. Đáng lẽ Khổng Linh Linh phải nổi giận, vì Quan Sơn Nguyệt mắng nàng quá nặng nề. Còn gì nặng hơn những tiếng mắng vong ơn bội nghĩa, phản bạn, hại thầy. Vậy mà nàng vẫn bình tĩnh như thường. Nàng cười lạnh thốt. Có chi đâu, ngươi khỏi phải mỉa mai ta. Cho ngươi biết, Tuyết lão bà đâu có xứng đáng là sư phụ của ta, mà ngươi hòng nói đến việc phản bội. Thực tình thì bà ấy có dạy ta học vũ công hơn 10 năm dài, nhưng tiếng là thế, kỳ thực thì ta đã lãng phí suốt thời gian 10 năm dài đó. Ngươi hiểu chứ, một tấc Quan Âm, một tấc vàng, huống hồ 10 năm dài ta bỏ phí. Ta hận bà ấy làm mất thì giờ của ta thì có chữ ơn gì của bà ta mà ta nhớ. Nghĩa gì của bà ta mà ta trọng chứ. Quan Sơn Nguyệt hừ một tiếng. Học tập với bà ấy hơn 10 năm mà cô nương cho rằng lãng phí thời gian. Khổng Linh Linh, xì một tiếng lớn. Ta học gì? Những môn công do bà ta truyền dạy, toàn là vô dụng, chẳng có giá trị nhỏ nhặt nào cả. Quan Sơn Nguyệt thấy nàng phủ nhận ơn nghĩa sư tôn của nàng một cách trắng trợn quá, bất giác nổi giận quát. Câm đi, cô nương càng nói, tài hạ càng khinh cô nương, nói nữa làm chi. Con người ta, dù chỉ được kẻ khác giáo huấn cho một ngày, một bữa kẻ đó vẫn là thầy, kẻ đó suốt đời phải được tôn kính. Huống chi Tuyết lão thái thái từng nuôi dưỡng, từng giáo huấn cô nương suốt thời gian dài mười mấy năm, cô nương lại nỡ phủ nhận công ơn của bà ta thì rõ thật cô nương chẳng còn nhân tánh vậy. Lời nói của cô nương chẳng phải là ngôn ngữ của loài người vậy. Bây giờ thì Khổng Linh Linh phẫn uất thật sự. Nàng hét lớn. Quan Sơn Nguyệt, bằng vào đâu, ngươi lại dám to tiếng mắng ta không phải là con người. Ngươi có biết tại sao ta không muốn nghe ai nhắc đến ba tiếng Côn Lôn Sơn chăng? Cho ngươi biết, chính tại đó, ta đã sơ sót buông tha kẻ thù đã sát hại phụ thân ta, cho nên nghe ai nói đến địa phương đó, ta sôi sục niềm căm hờn. Nếu lúc đó ta biết được sự tình thì làm gì ngươi sống sót đến ngày nay? Quan Sơn Nguyệt cười lạnh, trần lời. Khổng Linh Linh, cô nương nói nghe thông vô cùng. Mười mấy năm giáo dưỡng cho cô nương nên người, lại có những phương tiện tự vệ đáng giá thế mà Tuyết lão thái thái chưa xứng là một ân sư của cô nương. Còn như phụ thân của cô nương đã trốn tránh ngay cái bổn phận làm cha, không hề chiếu cố đến cô nương ngay từ lúc cô nương còn ấu trí thử hỏi lĩnh tôn có ân nghĩa gì đối với cô nương. Cho nên, nghe cô nương nhắc nhở đến mối phụ thù, lại cho là mối huyết hải thâm thù, thực tình tài hạ nghi ngờ quá đi thôi, cô nương ơi. Cô nương nói thế, là do cái tâm thành mà nói, hay nói để mà nói cho có cái hậu đức lòe đời hở cô nương. Người như cô nương, bội sư, phản bạn, lại biết đến mối thù của cha nữa sao? Khổng Linh Linh biến sắc mặt xanh dờn.
Tranh luận với Quan Sơn Nguyệt, càng phút nàng càng thấy mình đuối lý, nàng phẫn uất cực độ, chuyển nhanh sang giai đoạn tranh tài liền. Lập tức, nàng rút thanh trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hét lớn. Quan Sơn Nguyệt, đừng khua môi múa lưỡi với ta nữa. Nàng gằn giọng tiếp nối. Những vật ta hứa trao cho ngươi, hiện ở trên lưng lạc đà kia, ngươi hãy lấy đi, lấy rồi cùng ta khai trường tử chiến, nhất định hôm nay giữa chúng ta phải có một kẻ chết, một kẻ sống. Chúng ta đã thành hai thù nhân bất công đái thiên, ngươi nên biết như vậy mà giữ mình. Quan Sơn Nguyệt nạt ngang. Tài hạ đâu có thời giờ đùa cợt với cô nương. Hôm nay, tài hạ có ước hẹn với Phi Lạc Đà, tài hạ chỉ chấp nhận giao thủ với hắn thôi. Khổng Linh Linh, hừ, một tiếng. Ta là Phi Lạc Đà đây, ngươi hãy đồng thủ gấp. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Không, tài hạ không có ước hẹn với cô nương, làm thế nào đồng thủ với cô nương được. Tài hạ đang chờ một nam nhân, tên là Kỳ Hảo. Cô nương nghe rõ chưa, một nam nhân tên Kỳ Hảo chẳng phải là một nữ nhân tên Khổng Linh Linh. Khổng Linh Linh cao giọng. Y là trường phu của ta đó, vợ chồng ta cùng một danh hiệu, ngươi chẳng còn lý do gì để tránh né cuộc chiến với ta. Quan Sơn Nguyệt giật mình. Hắn là trường phu của cô nương, các vị kết hôn với nhau từ lúc nào thế? Khổng Linh Linh quát. Kết hôn lúc nào mặc ta, việc đó căn gì đến ngươi mà ngươi phải hỏi chứ? Cứ biết ta không lừa ngươi là đủ rồi. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Không thể được, cô nương ơi. Tài hạ cần phải hỏi cho minh bạch. Nợ có chủ, oan có đầu, nghiệp có duyên. Nếu không minh bạch thì khi nào tài hạ hành động hồ đồ? Cô nương phải biết, giữa tài hạ và Phi Lạc Đà, sự liên quan nào phải chỉ giới hạn trong phạm vi một cuộc chiến đâu. Sự tình còn dài, dài lắm cô nương ạ. Khổng Linh Linh đang thủ thế, chờ Quan Sơn Nguyệt xuất chiêu, nghe chàng nói như vậy, vội hoành ngang ngọn kiếm trước ngực, xóa bỏ tư thế ứng chiến vừa rồi, đoạn hỏi. Ngươi còn muốn gì nữa? Cứ nói đi, ta cố gắng dằn tánh nóng thêm mấy phút giây, chờ ngươi nói. Quan Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút, đoạn cất tiếng. Ai là thủ phạm cướp bạc Bảo Tiêu, giết người tài thành Lương Châu? Khổng Linh Linh cười lạnh. Ta, chắc ngươi muốn biết lý do. Ta không vì số bạc, ta chỉ vì thù. Phái Trung Nam từng có thái độ vô lễ với phụ thân ta, ta có bổn phận trừng trị chúng. Quan Sơn Nguyệt lại hỏi. Ai dùng phi đà lệnh cố ý ước đấu với tài hạ? Cũng cô nương luôn. Khổng Linh Linh lắc đầu. Không phải ta, việc đó chính trường phu ta làm. Y có cái lý do của y, cũng như ta hành sự có cái lý do của ta. Quan Sơn Nguyệt giật mình. Lý do của hắn như thế nào? Khổng Linh Linh quát. Ngươi hỏi vơ vẩn quá chừng. Ta làm sao biết được tâm ý của y? Y có cho ta biết đâu. Quan Sơn Nguyệt hừ, lạnh. Tốt hơn hết cô nương nên đi gọi hắn đến đây. Giữa tài hạ và hắn, có một vấn đề hết sức quan trọng cần phải giải quyết càng sớm càng hay. Sự liên hệ giữa Minh Đà và Phi Đà, cô nương không thể thay mặt cho hắn giải quyết được. Hơn nữa, tài hạ không thích xuất thủ với nữ nhân, cô nương đừng bức bách tài hạ vô ích. Khổng Linh Linh nổi giận. Quan Sơn Nguyệt, già như ngươi khiếp sợ ta, thì cứ quỳ xuống đi, quỳ rồi cúi đầu, chớp tay vái ta ba lượt, ta sẽ tha thứ cho. Quan Sơn Nguyệt trầm giọng. Khéo nói nhảm, chết tài hạ còn chẳng sợ cô nương là cái quái gì, tài hạ phải sợ chứ. Phải biết cuộc tranh chấp giữa Minh Đà và Phi Đà rất quan trọng, cô nương không đủ tư cách dùng danh nghĩa Phi Đà khiêu chiến tài hạ đâu. Dưới ánh trăng, gương mặt của Khổng Linh Linh hiện ra trắng nhợt, sắc mặt đó chứng minh niềm phẫn nộ bốc cao nơi tâm tư nàng. Nhưng Quan Sơn Nguyệt dùng lời lẽ ôn tồn, tuy có phần lạnh nhạt, nàng chẳng có một lý do nào để phát tiết niềm phẫn nộ cực độ đó. Thành thử, nàng thấy khó chịu hơn, khó chịu vì phải dồn nén trong lòng, không nơi phát tiết. Lâu lắm, nàng mới tiếp nối với giọng trầm trầm. Ngươi giết cha ta, ta phải báo thù, ta khiêu chiến ngươi, như vậy chưa phải là một lý do tránh đáng sao? Ta không đủ tư cách đồng thủ với ngươi sao? Kỳ Hảo có lý do của y, ta có lý do của ta, sao ngươi phủ nhận cái lý do của ta, mà chỉ chú trọng đến một nguyên nhân khác? Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một phút, đoạn buộc miệng thở dài.
Cô nương nói thế, thì tại hạ không còn cự tuyệt nữa được. Khổng Linh Linh, hừ, một tiếng. Trừ ra ngươi khiếp nhược, sợ ta giết nên mới thoái thác thôi. Nàng rời lưng hắc đà, nhảy xuống đất bước đi hơn 10 bước, rồi quay đầu lại, bảo quan Sơn Nguyệt. Thủ lấy kim thần của ngươi cho chắc đi, chúng ta bắt đầu là vừa. Cần gì phải thủ lấy kim thần? Bất cứ một vũ khí nào cũng khả dùng cho chàng trong lúc này cả, bởi chàng tin chắc là mình sẽ thủ thắng trước Khổng Linh Linh. Như vậy, cần gì phải dùng đến vật sở trường? Chàng day qua Lữ Vô Ý thốt. Xin trưởng môn nhân cho tài hạ mượn tạm thanh kiếm. Lữ Vô Ý trao kiếm liền. Tiếp lấy thanh kiếm rồi, quan Sơn Nguyệt nhún chân nhảy đến con Minh Đà, hất chiếc kim thần độc cước xuống đất. Khổng Linh Linh chố mắt hỏi. Sao ngươi không dùng chiếc kim thần, giao thủ với ta? Quan Sơn Nguyệt bật cười ha hả. Kim thần là vật tượng trưng của một linh chủ, khi nào gặp đối thủ chân chính, tài hạ mới dùng đến. Giả như Phi Đà lệnh chủ chân tránh đến đây, thì tài hạ mới dùng đến kim thần, cô nương chỉ là một kẻ giả hiệu, tài hạ cần gì phải dùng đến nó. Khổng Linh Linh lại phải một phen phẫn uất phi thường. Quan Sơn Nguyệt cử kiếm lên, khoa một vòng, đoạn tiếp. Ngoài ra tài hạ còn có một lý do khác dùng kiếm đối phó với cô nương. Thanh kiếm này là vật của phái Trung Nam, tài hạ muốn dùng vật của phái Trung Nam, để báo thù cho những người trong phái đó, có như vậy, những oan hồn mới thỏa mãn nơi suối vàng. Nói đoạn, chàng nhảy lên lưng Minh Đà, bảo. Cô nương hãy trở lại lạc đà, lên lưng nó rồi xuất thủ, đừng giao đấu dưới đất bất tiện cho cô nương. Khổng Linh Linh không đáp, bước nhanh trở về hắc đà, nhảy lên lưng nó, dùng nó trở lại, đối trận với quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười, dục. Xuất thủ đi cô nương. Tài hạ nhường cho cô nương tấn công trước đó. Khổng Linh Linh vận dùng toàn lực quét qua một kiếm. Quan Sơn Nguyệt ung dung cử kiếm đón liền. Keng, tiếng thép ngân vang, loang dài trong không gian, lửa bắn ra như ngàn sao sáng. Đang đêm, lửa chớp ngời, át cả ánh sáng của vầng trăng. Quan Sơn Nguyệt vẫn ngồi bất động, thản nhiên như chẳng có việc gì, còn Khổng Linh Linh suýt rơi xuống đất. Nàng phải cố gượng lắm mới giữ nguyên mình trên lưng thú. Minh Đà đứng nguyên tại chỗ, còn Hắc Đà thì phải lùi lại mấy thước, chính nó cũng bị chấn động như chủ nhân của nó. Quan Sơn Nguyệt cất tiếng cười vang. Tại Lương Châu, cô nương ước hẹn với tài hạ, sẽ quyết tranh thư hùng với tài hạ, người chống người, thú so thú, giờ đây, đành là người chưa bài hẳn, mà thú đã kém rồi, như vậy cái lẽ phân định thư hùng đã quá rõ, cô nương thấy chứ. Huống chi cô nương là thư, tài hạ là hùng, hùng bao giờ cũng trên thư mấy bậc cô nương ơi. Chàng cố dùng giọng cao ngạo, khích tiếp. Về đi cô nương, về bảo với đấng trường phu, tròn cho cô nương một con vật khác, sau đó sẽ trở lại tìm tài hạ mà báo thù cho cha. Lại một lần nữa, Khổng Linh Linh tức uất cực độ, đôi mắt tóe lửa ngời ngời. Dần cá chém thớt, nàng vung tay khoa thanh kiếm từ bên trên chém xuống. Con lạc đà nào có hay biết gì, mà dù có hay biết, nó cũng chẳng làm sao phản ứng được. Một tiếng phập vang lên, máu vọt thành vòi, đầu hắc đà rơi xuống đất lăn long lóc. Thân lạc đà chưa ngã, Khổng Linh Linh đã nhảy xuống đất rồi. Quan Sơn Nguyệt giật mình, hỏi. Cô nương làm cái gì thế? Khổng Linh Linh hét lớn. Vật vô dụng, để làm gì? Giết đi cho khỏi chướng mắt. Quan Sơn Nguyệt nổi cáu. Bất quá, tài hạ tùy tiện buông đùa một câu, cô nương lại nhẫn tâm sát hại ngay một sanh vật như thế à? Phải biết hắc đà là con vật quý, giết nó rồi, chắc gì cô nương lại tìm được một con khác như nó. Khổng Linh Linh cười lạnh. Nhẫn tâm hay từ tâm, mặc ta, vật của ta, ta có quyền xử trí tùy theo ý muốn của ta. Người có lý do gì can thiệp, có can đảm, hãy xuống đất đi, chúng ta quần nhau một lúc xem sao. Quan Sơn Nguyệt sôi giận, nhảy xuống lưng lạc đà cao giọng thốt. Cô nương không được quyền xem rẻ sanh mạng, dù là sanh mạng một con vật. Khổng Linh Linh cũng quát to. Ngươi đừng đắc ý sớm, cho ngươi biết, con Minh Đà của ngươi cũng chưa phải là hy hữu đâu. Hắc đà của ta bất quá chỉ là một con vật tầm thường, ta giết một, sẽ có 10, và 10 quý hơn nữa kìa.
Ngươi cứ chờ xem con hắc đà của trưởng phu ta, rồi sẽ là một cuộc so sánh với con vật của ngươi. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một chút. Tại sao trưởng phu của cô nương hôm nay lại không đến? Khổng Linh Linh lạnh lùng. Đến làm gì vội? Khi nào ngươi thắng được ta, thì y mới đến, còn như ngươi bại nơi tay ta, y cần chi phải đến. Nàng lướt tới, vung kiếm chém liền. Quan Sơn Nguyệt nghinh đón lập tức. Lần này, giao đấu ngay trên mặt đất, phạm vi hoạt động không bị hạn chế, song phương có thể tận dụng sở năng, quyết áp đảo đối thủ trong mấy phút giây đầu, họ xuất phát toàn chiêu thức tối độc. Trong thoáng mắt, họ đã trao đổi với nhau hơn 10 chiêu. Thép kiếm chạm nhau xoang xoảng, lửa thép bắn ra, chớp ngời. Cuộc chiến càng dài, chiêu thức càng độc, cục diện khốc liệt phi thường. Quan Sơn Nguyệt thoạt đầu còn khinh thường, dần dần chàng dè dặt hơn, cuối cùng thì chàng lại kinh ngạc, không tưởng nổi là Khổng Linh Linh lại có thực tài như thế. Một nữ nhân có được kiếm pháp như nàng, kể ra cũng hiếm có trên giang hồ đương thời. Tuy nhiên, kiếm pháp của Khổng Linh Linh, do chính Tuyết Lão Thái Thái truyền thọ, Quan Sơn Nguyệt thường ngày xem Trương Thanh tập luyện, đã quen mắt rồi. Bây giờ Khổng Linh Linh mang ra đối phó với chàng, chàng không bỡ ngỡ lắm, nhờ vậy mà chàng hóa giải những chiêu tuyệt độc không khó khăn gì. Nhưng chỉ qua giai đoạn đầu thôi, thấy không thắng nổi Quan Sơn Nguyệt, Khổng Linh Linh thay đổi kiếm pháp, và hiện tại thì nàng sử dụng toàn những chiêu thức ngụy dị ảo diệu, ngoài chỗ hiểu biết của Quan Sơn Nguyệt. Do đó, chàng đâm ra lúng túng, phản ứng có phần nào chậm chạp và dĩ nhiên kém công hiệu rõ rệt. Bất giác, chàng nổi giận, thầm nghĩ, dù sao chàng cũng là truyền nhân của Độc Cô Minh, lại thua kém một nữ nhân ít tuổi hơn chàng sao. Chàng phấn đồng hùng oai, phản công mạnh, chẳng còn vì đối tượng là nữ nhân mà nương tay nữa. Thực tâm mà xét, chàng chưa đủ sức áp đảo Khổng Linh Linh. Chàng chỉ thủ nhiều hơn công, trong 10 chiêu nàng đánh ra, chàng chỉ trả lại được 2 chiêu, còn thì hoặc tránh né, hoặc đón đỡ hết sức vất vả. Khổng Linh Linh thấy rõ nàng nắm cái cơ tất thắng, điểm nụ cười lạnh, gọi Quan Sơn Nguyệt. Khách giang hồ truyền tụng ngươi là tay lợi hại, song ta xem ra ngươi quá tầm thường. Bây giờ ta mới biết ngươi chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Không khéo Minh Đà Lình tới tay ngươi là phải lu mờ, sư phụ ngươi đã lầm người, chọn một gã giá áo túi cơm như ngươi mà đặt tròn kỳ vọng. Người sẽ tiếc hận biết bao nhiêu khi thức ngộ ra ngươi vô dụng không tưởng nổi. Quan Sơn Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh cho chân khí không loạn động, để ứng chiến, bởi chàng biết rõ, Khổng Linh Linh cố khích nộ chàng, cho tâm tư dối lên, đấu pháp phải mất quy củ, để cuối cùng nàng tùy cơ thủ thắng. Khổng Linh Linh khích một lần, không hiệu quả, lại khích thêm. Xem kiếm pháp của đệ tử mà luận tài năng của sư tôn, ta thấy Độc Cô Minh cũng chẳng phải là bậc cao minh chi đó, bởi kẻ vô dụng thì đào tạo đệ tử vô dụng, điều đó rất hợp lý. Thầy đã kém thì trò làm sao thành tay phi thường được, phải vậy không, hở Quan Sơn Nguyệt. Giả như ta sanh ra đời sớm hơn độ 10 năm thôi, thì nhất định trên giang hồ chẳng bao giờ có cái danh hiệu Minh Đà Lình chủ. Độc Cô Minh đã phải táng mạng nơi tay ta từ lâu. Quan Sơn Nguyệt cười lạnh. Cô nương bất quá được kỳ hảo truyền cho mấy cách múa tay, cứ tưởng mình là bậc kỳ tài trong thiên hạ, gió ngông cuồng quá chừng. Cô nương sao chẳng nhớ đến năm xưa, tín vật của nhà họ Khổng bị ân sư tài hạ lấy đi, dễ như lấy món đồ trong túi. Rồi sau đó 20 năm Lình Tôn lại táng mạng nơi tay tài hạ. Thầy như vậy, vô dụng sao? Trò như vậy, vô dụng sao? Đã là những kẻ vô dụng, ân sư tài hạ và tài hạ làm gì tần diệt nổi bọn người trong Lạc Hồn Cốc? Hà hà, giả như cô nương nói sai, thì nên sửa chữa lại đi là vừa. Tuy nói thế, bên trong Khổng Linh Linh cũng phải khâm phục Quan Sơn Nguyệt. Đành là chàng ít công hơn thủ, song lối thủ của chàng chặt chẽ phi thường, vững chắc như tường đồng vách sắt. Đã mấy lượt nàng vận dụng toàn lực định chọc thùng bức tường phòng thủ đó, song kiếm của nàng vừa bị chạm vào là bị hất bật trở lại. Đã lâu lắm rồi, mà nàng vẫn chưa làm gì nổi chàng, mặc dù nàng luôn luôn có ưu thế. Đánh mãi, nàng không áp đảo được Quan Sơn Nguyệt, khích mãi, chàng cũng không mất bình tĩnh, trái lại, chàng còn trêu tức nàng. Khổng Linh Linh phẫn nộ, chính nàng không giữ tự chủ nổi, bất giác lồng lên như thú dữ bị thương, thét vang dậy. Quan Sơn Nguyệt, ngươi phải chết với ta.
nhất định ta phải giết cho được ngươi. Nàng vung kiếm tới tấp như bất chấp chiêu thức, bất chấp bộ phận nào trên người đối phương, cứ đâm, cứ chém. Quan Sơn Nguyệt hết sức hái hùng, không tưởng là khi nàng tức uất lên, lại càng hung dữ vô tưởng. Chàng phải thận trọng từng ly, từng tí, tự nhiên, trước khí thế quật khởi của nàng, chàng quay về thế thủ hoàn toàn. Thanh kiếm của nàng ngân vang, thanh kiếm rít gió như một vật sống lòng được vung mạnh, bật kêu vi vu, tiếng kêu nghe giận mình. Phải nhìn nhận kiếm pháp của nàng quả thật tuyệt luân, một nhát đưa ra, mũi kiếm tạo nhiều điểm sao, những điểm sao đó bắn vút vào mình Quan Sơn Nguyệt. Một mũi kiếm phát xuất mà có thể công vào nhiều điểm, thủ pháp đó phải nhanh, phải ảo diệu phi thường. Cuối cùng, nàng đánh ra một nhát nhắm vào ba yếu huyệt của Quan Sơn Nguyệt. Dù chàng có nhanh tay cũng không hóa giải nổi, dù chàng có nhanh chân cũng không đảo bộ tránh né kịp. Bắt buộc chàng phải liều, đòn đổi đòn, đâm thẳng tới một kiếm ngay ngực nàng. Giả như nàng cứ giữ tư thế, dù nàng có đắc thủ, ngược lại nàng cũng không tránh khỏi mũi kiếm của Quan Sơn Nguyệt xuyên thủng ngực, có thể là thấu qua sau lưng luôn. Và như vậy là cả hai đồng quy ư tận. Nhưng kiếm pháp và thân pháp của Khổng Linh Linh trên Quan Sơn Nguyệt một bậc. Nàng không khiếp hái trước cái thế đổi đòn của Quan Sơn Nguyệt. Nàng nghiêng người qua một bên, nhường mũi kiếm của Quan Sơn Nguyệt lướt qua cánh tay, cách độ tấc. Nghiêng người như vậy, nàng phải lệch tay kiếm, chếch mũi ra ngoài. Không chậm chế, nàng hoành tay quét trở lại, xuống hạ bộ của chàng. Nếu lúc đó, nàng đâm thốc lên, mũi kiếm sẽ chọc thủng giả dưới của Quan Sơn Nguyệt. Chẳng rõ tại sao, nàng chỉ quét phớt qua luôn, chứ không đâm thốc kiếm lên, thành thử nàng dọc tét một đường nơi tà áo của Quan Sơn Nguyệt. Đoạn, nàng thu kiếm, hồi bộ, rồi bật cười cuồng dài. Bị đối phương dùng mũi kiếm dọc tét tà áo một đường dài, thay vì thẹn uất, Quan Sơn Nguyệt điềm nhiên như thường. Chàng nhìn xuống chỗ áo bị tét, đoạn hướng sang Khổng Linh Linh, bình tĩnh hỏi. Cô nương cười chi? Khổng Linh Linh cũng nhìn chỗ áo tét của chàng, tiếp tục cười vang. Dọc theo đường tét nơi tà áo của ngươi đó, ngươi hãy thuê người thiêu ba chữ. Minh Đà Lịnh, để đánh dấu cuộc gặp gỡ hôm nay với ta, để cho thiên hạ biết lịnh chủ Minh Đà xứng đáng là một tay vô địch trên giang hồ, lịnh chủ Minh Đà đáng được hưởng mọi vinh quang trong Vũ Lâm. Quan Sơn Nguyệt so hai vai, lạnh lùng đáp. Đánh nhau tất phải có thắng, có bại, đó là lẽ thường, kẻ nào chú trọng quá độ đến thắng, bại, kẻ đó chưa đủ tư cách làm khách giang hồ. Có chi đâu mà cô nương hãnh diện, huống chi, dòng đời luân chuyển, khi người, khi ta thắng hôm nay, rồi bại ngày mai, thì sao? Nụ cười đáng được ghi nhận là nụ cười sau cùng, mà tài hạ và cô nương gặp nhau hôm nay, chỉ là lần đầu tiên thôi. Nàng thắng, Quan Sơn Nguyệt bại, vậy mà chàng thản nhiên như không, thật tình Khổng Linh Linh phải lấy làm lạ, bình sanh nàng chưa từng thấy ai có thái độ như chàng. Nàng sững sờ, nhìn chàng như nhìn một quái vật. Đúng như vậy, phải là một quái vật chàng mới không thẹn, không hận. Chính những người đứng bên ngoài, như Lữ Vô Úy Tôn Thất, Lạc Tiểu Hồng và Lưu Tam Thái cũng áy náy cho chàng thay, huống hồ chàng là người trong cuộc. Thế mà chàng dừng dưng. Như cái bài này, người nào đó tiếp nhận chứ chẳng phải chính chàng. Khổng Linh Linh thoạt đầu còn kinh dị, sau cùng nàng nổi giận. Có lẽ nàng nghĩ rằng Quan Sơn Nguyệt quá khinh miệt nàng, nàng rít giọng, nàng bộc lộ rõ niềm oán độc vô biên. Ta dung tha cho ngươi, ngươi chẳng thốt một lời cảm tạ, ta đánh ngươi bại, ngươi lại chẳng thẹn thùng. Phải biết được như thế này thì ta đã đâm thốc mũi kiếm lên, xuyên thủng hạ bộ ngươi rồi, cho ngươi về chầu Diêm Chúa. Quan Sơn Nguyệt bĩu môi. Tại sao cô nương dung tha tài hạ? Tại sao? Khổng Linh Linh nghiến răng keng két. Chỉ vì trường phu ta ngăn trở ta. Y bảo là để ngươi sống, rồi chính tay y hạ sát ngươi. Quan Sơn Nguyệt bật cười ha hả. Trường phu cô nương nói đúng đấy. Chính hắn là kẻ đối đầu chân chánh, hắn phải giết được tài hạ từ tay mới sướng cho hắn. Tuy nhiên, tài hạ chờ xem, hắn có đủ tài làm cái việc đó hay chăng? Khổng Linh Linh lại nổi giận. Đến ta mà ngươi còn không địch nổi, làm gì ngươi thủ thắng được trước trưởng phu ta mà huynh hoang là chờ y đến. Đừng nuôi mộng Quan Sơn Nguyệt.
Ta nghĩ, ngươi nên trao Minh Đà Lĩnh cho ta, rồi tìm một nơi cô tịch nào đó, sống nốt những ngày tàn, vĩnh viễn từ bỏ cái danh hiệu Minh Đà Lĩnh chủ. Hèn lắm, hèn lắm. Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ. Cũng được chứ, cô nương, song hãy đợi sau khi hội diện với trưởng phu cô nương rồi hắng hay. Bây giờ quyết định thái độ, tài hạ e còn sớm. Khổng Linh Linh hét. Cái ngông cuồng của ngươi không giúp ích gì cho ngươi cả. Ngươi không có tư cách một nam nhân, đã bại rồi mà không chịu bại, cái da mặt của ngươi chắc là dày lắm đấy. Bỗng Quan Sơn Nguyệt chỉnh nghiêm thần sắc cao giọng thốt. Cho cô nương biết, tài hạ đường đường là một nam nhân, tài hạ lại là lĩnh chủ Minh Đà, danh dự của tài hạ phải lớn trên giang hồ, có môn phái nào không nể trọng tài hạ. Thì đương nhiên, nếu tài hạ bại hẳn tài hạ phải nhục chứ. Nhưng tài hạ dường dưng như thường, điều đó phải có nguyên nhân. Giả như cô nương khẳng định là mình thắng, vậy cô nương thử vấn tâm xem. Khổng Linh Linh, hừ, một tiếng. Vấn tâm. Ta có làm gì mà phải vấn tâm? Quan Sơn Nguyệt trầm giọng. Không vấn tâm thì cô nương đưa tay sờ ngực, nghe con tim nhảy như thế nào? Khổng Linh Linh lấy làm lạ, bất giác đưa tay sờ nơi ngực. Vừa chạm tay vào áo, nàng biến sắc. Thì ra, ngực áo của nàng cũng bị tét một đường, vì nàng mặc nhiều áo, mà chỉ có một lớp ở bên ngoài bị tét thôi, cho nên nàng chẳng hề nghe một cảm giác nào cả. Đã không có một cảm giác nào thì làm sao nàng biết được ngực áo bị dọc tét lúc nào. Nàng soát lại ký ức nhận ra trước sau Quan Sơn Nguyệt chỉ xuất phát ba chiêu còn thì chàng chuyên thủ thôi. Mà về hai chiêu đầu chàng đưa ra nửa vời rồi thu về lập tức. Chỉ có chiêu cuối cùng là chàng đánh ra trọn vẹn cái chiêu đồng quy ư tận. Như vậy, ngực áo của nàng phải bị tét trong chiêu thứ ba của Quan Sơn Nguyệt. Qua phút giây sừng sốt, thẹn thùng, Khổng Linh Linh mất cả vẻ cao ngạo thấp giọng hỏi. Cái chiêu đó, quả thật tuyệt diệu, ngươi có thể cho ta biết, nó tên là gì chăng? Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ. Chiêu thức nào lại chẳng có tên, song cái tên của chiêu thức này, nghe không được thanh tao cho lắm. Cái tên của nó, là Tử Lý Cầu Xanh. Khổng Linh Linh suy nghĩ một chút. Ta thấy cái tên không thích hợp với chiêu thức tí nào. Giả như ta muốn liều mạng như ngươi, dù cả hai không chết, cả hai cũng phải thọ thương, chắc gì cả hai không chết khi một bị kiếm xuyên thủng dạ dày, một cũng bị kiếm xuyên thủng ngực. Như vậy, có thể nào gọi là cầu xanh? Cầu xanh trong trường hợp đó, có khác nào vọng tưởng? Quan Sơn Nguyệt điềm nhiên. Cả hai cùng thọ thương, là điều không thể có được. Bởi song phương không đồng tài, đồng sức đến độ cùng xuất chiêu đồng thời, và chiêu thức chạm đích đồng lúc. Bất cứ trong trường hợp nào, cũng có sự sai biệt về thời gian cũng như về công hiệu, cho dù là sự sai biệt đó rất nhỏ, vẫn đủ giúp cho người trong cuộc chiếm tiên cơ, ai nắm được tiên cơ, là người đó nắm cái lẽ tất thắng. Chàng dừng lại một chút, đoàn ngưng trọng thần sắc hỏi. Cô nương nhớ lại xem, trong chúng ta ai đã chiếm được tiên cơ? Khổng Linh Linh biến sắc mặt. Nàng đã rõ cái lẽ thắng bại về ai, nàng cũng nhận ra chính nàng xuất thủ phát chiêu kiếm trước. Nhưng thu kiếm về, lại chính là Quan Sơn Nguyệt nhanh tay hơn. Thu kiếm nhanh hơn, tất phải lùi trước, và trong trường hợp Quan Sơn Nguyệt lùi trước, thì nếu nàng cứ đâm thốc mũi kiếm lên nhắm vào dạ dày chàng, chắc gì chiêu kiếm đó chạm trúng dạ dày của chàng. Bởi chàng lùi là khoảng cách nơi đó rộng thêm ra, có thể đối phương đã ở ngoài tầm kiếm, nàng đâm kiếm làm sao tới mình đối phương được. Như vậy là Quan Sơn Nguyệt chiếm tiên cơ, sát hại nàng nhưng chàng không lợi dụng cái tiên sơ đó, buông tha cho nàng, chỉ lùi lại thôi. Chiếm được tiên cơ, nếu chàng cứ đâm tới, ngực nàng sẽ bị đâm thủng, nàng làm gì sử dụng cái thế kiếm đâm thốc vào dạ dày chàng, mà tự hào là mình buông tha. Bắt buộc, nàng nhận thấy cái thắng của nàng chỉ là một hình thức, và hình thức đó sở dĩ có là vì Quan Sơn Nguyệt tha chết cho nàng. Còn cái thắng thực sự, lại thuộc về phần chàng. Nàng cúi đầu, gương mặt xanh nhợt. Gầm đầu, biến sắc diện, sau khi nghe chỉ dẫn, điều đó chứng tỏ nàng nhận bại rồi. Nàng hừ, một tiếng thốt. Quan Sơn Nguyệt, ta nhận bại, song ngươi khoan đắc ý vội, một ngày nào đó ta sẽ hoàn lại ngươi, mũi kiếm hôm nay. Quan Sơn Nguyệt thản nhiên. Và như vậy, đã đến lúc trưởng phu cô nương xuất hiện.
Khổng Linh Linh trầm giọng. Hôm nay, y bận việc, ta đại biểu cho y. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Bất cứ việc gì cũng không quan trọng bằng cái việc ước hẹn, bởi sự ước hẹn đánh giá chữ tín của con người, người giữ tín, mới đáng mặt làm người, cho nên sự ước hẹn quan trọng hơn mọi việc trong đời mỗi người. Tài hạ rất hối hận vì đã đính ước với một người không thủ tín. Khổng Linh Linh quắc mắt bắn lửa hận chớp ngời, cao giọng thốt. Quan Sơn Nguyệt, ngươi từng gặp trường phu ta, tất ngươi cũng hiểu rằng không đến là thất tín, dù biết rằng chữ tín rất trọng trong giới giang hồ, y vẫn không đến, hẳn nhiên phải có một sự việc gì quan hệ phi thường, ngăn trở y chứ. Sự việc đó quan hệ hơn cả việc thủ tín, cho nên y phải bỏ cái nhẹ, chọn cái nặng. Nàng gằn từng tiếng. Đừng tự đắc là mình tài ba, khiến cho người ta sợ đến nỗi phải thất tín. Quan Sơn Nguyệt phải nhìn nhận là nàng có lý. Chàng gật đầu. Được tạm thời tài hạ tin như cô nương đã nói. Nhưng tài hạ tin một lần thôi đấy, xin cô nương hãy cho trưởng phu cô nương biết là đừng làm dùng lòng tin của tài hạ mà tái diễn cái điều thất tín thêm một lần nữa. Chàng nghiêm giọng tiếp luôn. Cô nương bảo là cô nương đại biểu cho chồng, vậy cô nương hãy ước hẹn lại, vào ngày nào, tại nơi nào, tài hạ sẽ gặp lại trưởng phu cô nương. Khổng Linh Linh lắc đầu. Ta không thể tự chuyên ước hẹn với ngươi, song ta tin chắc là trưởng phu ta sẽ thông chi với ngươi trong nay mai. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Tài hạ chờ xem. Khổng Linh Linh, hừ, một tiếng. Không lâu đâu. Ta bảo đảm ngươi sẽ không thất vọng. Nàng quay mình, bước đi. Nàng đi được mấy bước, Quan Sơn Nguyệt gọi nàng đứng lại. Nàng nổi giận, hỏi. Ngươi gọi ta để làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cho ta đi? Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Tài hạ đâu có ý làm khó cô nương. Huống chi, giữ cô nương lại đây, tài hạ hưởng ích lợi gì chứ? Đã buông tha cô nương dưới mũi kiếm vừa rồi, thì bây giờ còn toan làm khó cô nương chi nữa. Bất quá, tài hạ cần nói với cô nương một điều. Khổng Linh Linh gằn từng tiếng. Điều gì? Quan Sơn Nguyệt đáp. Cô nương đã nhận bài nơi tay tài hạ thì cô nương cũng phải tiếp nhận luôn một điều kiện. Khổng Linh Linh trầm ngâm một chút. Ngươi muốn như thế nào? Ta mong ngươi đừng đặt điều kiện quá khó khăn, trên sức của ta. Và lại, ngươi nên nhớ ta là kẻ có chồng, dù sao đi nữa thì cái quyền tự chủ đã mất đi một vài phần rồi. Quan Sơn Nguyệt mỉm cười. Điều kiện của tài hạ như thế này. Từ đây đến lúc tài hạ giao thủ với trưởng phu cô nương, cả hai vợ chồng không được dùng phi đà lĩnh để biểu dương cái oai thế trên giang hồ. Thời gian im hơi lặng tiếng phải được tuyệt đối tôn trọng. Khổng Linh Linh lộ vẻ khó khăn. Quan Sơn Nguyệt chỉnh nghiêm sắc mặt. Có hai trường hợp cô nương suy nghĩ xem ở trong trường hợp nào. Trường hợp thứ nhất là cô nương đại biểu toàn quyền của trưởng phu cô nương. Cô nương đến đây, với tư cách một lĩnh chủ, cô nương bại là phi đà lĩnh chủ bại, phi đà lĩnh không còn lý do tồn tại nữa. Trong trường hợp thứ hai, là cô nương không chính thức đại biểu cho chồng, thì cái bài hôm nay không liên quan đến phi đà lĩnh chủ. Nhưng cô nương không chính thức thay mặt phi đà lĩnh chủ đến ước hội, mà lĩnh chủ lại vắng mặt như vậy là lĩnh chủ thất ước, không gìn chữ tín. Lĩnh chủ phải tuân theo sự ước thúc của tài hạ. Chàng nhấn mạnh, cô nương suy nghĩ kỹ, xem mình ở trường hợp nào. Khổng Linh Linh nín lặng một lúc, rồi bật cười khan. Được, cái lý luận của ngươi, đến cả trường phu ta cũng chẳng tranh biện nổi, huống hồ là ta. Ta đáp ứng đó, Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt với tay. Thế là cô nương đi được rồi. Nên nhớ thông chi cho trường phu cô nương biết gấp sự tình, càng biết sớm, càng có hy vọng khôi phục uy tín của phi đà lĩnh sớm. Khổng Linh Linh bước đi luôn. Lạc Tiểu Hồng bước tới. Nàng cao giọng tán. Quan đại ca tài vô cùng. Tôi cứ tưởng đại ca bại rồi chứ, ngờ đâu đại ca thắng, mà lại có lòng nhân hậu tha chết cho nàng ấy. Nàng lại lộ vẻ lo ngại, tiếp nối. Tuy nhiên, đại ca mạo hiểm quá đấy, có cơ hội giết nàng, lại bỏ qua, để cho nàng quét kiếm trúng áo. Giả như đà kiếm đi xa hơn, quét trúng mình thì mất mạng đại ca rồi.
Hoặc giả, nàng đâm thốc mũi kiếm lên cho thủng dạ dày thì đại ca còn mong gì sống sót được chứ? Tha người để hứng cái nguy hiểm, nghĩ đáng sợ thật. Quan Sơn Nguyệt cười nhẹ. Ngu huynh đã tính toán kỹ lắm rồi, mới dám làm thế chứ. Chẳng những ngu huynh biết là chiêu kiếm của nàng không làm thương tổn được ngu huynh, mà nàng còn không dám sát hại ngu huynh nữa đấy. Lạc Tiểu Hồng chố mắt. Tại sao? Quan Sơn Nguyệt thở dài. Nàng là vợ của Kỳ Hạo, mà giữa Kỳ Hạo và ngu huynh. Nói đến đó, chàng bỏ lửng, chỉ buông tiếp. Mà thôi, ngu huynh không nói gì nữa là hơn. Ngu huynh tin là hiền muội cũng hiểu. Lạc Tiểu Hồng cau mày. Tiểu muội có hiểu được chi nhiều đâu, bất quá một vài điểm. Quan Sơn Nguyệt thở dài. Thế ngu huynh lại hiểu được gì nhiều hơn hiền muội sao? Chúng ta đành vậy, biết được bao nhiêu, hay bấy nhiêu, rồi sự việc càng ngày càng diễn tiến, cũng có lúc chúng ta sẽ hiểu tận tường. Chàng trầm giọng tiếp. Đừng nhắc lại việc này nữa, hiền muội, sự tình tới đâu, chúng ta ứng phó tới đó. Lạc Tiểu Hồng thức ngộ, không hỏi gì nữa. Quanh mình nàng, có Lữ Vô Ý, có Tôn Thất, những người đó có thể nghe được chuyện bí mật về những bảng phong thần, phong ma nào đó chăng? Quan Sơn Nguyệt phải im bặt, lại còn thức tỉnh cảnh giác của nàng, lẽ nào nàng không hiểu tầm quan trọng của sự tình mà hỏi dồn. Lữ Vô Ý, đứng bên ngoài, buồn miệng thở dài. Quan Sơn Nguyệt nhìn sang lão, hỏi. Trưởng môn có điều chi lo ngại? Lữ Vô Ý cất giọng trầm buồn, đáp. Nào có điều gì lo nghĩ đâu, quan thiếu hiệp. Chẳng qua lão phu nhân thấy mình hết sức vô dụng, gặp cừu nhân trước mặt mà chẳng làm gì được, như vậy còn dám xưng mình là trưởng môn nhân một phái võ được nữa sao? Quan Sơn Nguyệt có phần nào áy náy? Chàng nhận thấy, trong câu nói của Lữ Vô Ý có ngụ cái ý hoán hờn. Nhưng, chàng biết làm sao hơn. Khi sự việc có liên quan đến chàng, luôn những bằng hữu của sư phụ chàng, thì chàng đâu có thể tự tung tự tác làm một việc trái ngược với chủ trương, với chí nguyện của bao nhiêu vị tiền bối, và làm như vậy chỉ để thỏa mãn niềm thù hận của một người, mà người đó không mảy may liên hệ đến chàng cũng như đến cả những vị tiền bối. Dù người đó là một trưởng môn nhân, dù người đó thuộc chánh phái, cũng thế thôi. Người đó vẫn là kẻ lạ, đối với chàng. Chàng không thể thỏa mãn một niềm riêng của một kẻ lạ, để hủy bỏ hoài vọng của bao nhiêu người, trong đó có chàng. Chàng thở dài, nói. Có lẽ trưởng môn nghĩ lầm cho tài hạ đó. Không hạ sát nàng ấy, để báo thù cho quý phái, thực ra điều đó làm cho tài hạ khổ tâm vô cùng. Mà dù không có mối thù giữa quý phái đối với nàng, nàng cũng vẫn đáng bị trừ diệt bởi cái tâm của nàng quá hung, cái ý của nàng quá ác, tài hạ không thể buông tha nàng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng trưởng môn có biết đâu, sự an nguy của nhiều bằng hữu trên giang hồ có liên quan đến nàng, nếu hạ sát nàng bây giờ, thì bao nhiêu người sẽ chết vì cái chết của nàng hoặc gặp tai họa phi thường. Lữ Vô Ý giật mình, toan nói gì đó, Lưu Tam Thái bước tới, trần lời. Trưởng môn nhân bất tất phải hỏi thêm gì nữa, linh chủ bao giờ hành sự cũng thận trọng. Lữ Vô Ý thở dài.